nhân vật chính tên là Hách Khải chỉ vì kích nhầm vào quảng cáo của một con game mà đã tò mò chơi thử trò chơi đó vô tình cậu lại bị cuốn vào thế giới bên trong con game đó đến một thế giới hoàn toàn mới thì Hách Khải mang theo cho mình chính là hệ thống nhân giả vô địch sở hữu bàn tay vàng ở thế giới lấy võ vi tôn này Hách Khải đã đi đến đỉnh cao của võ đạo và tu luyện mọi thứ đến mức cực hạn các bạn hãy cũng ad theo dõi câu chuyện về nam chính Hách Khải này như thế nào nhé nếu thấy hay thì cho ad xin một like một lượt đăng ký và bình luận bên dưới để nhận những thông báo mới nhất về lịch đăng video tiếp theo nhé mở đầu câu chuyện thì xuất hiện trước mắt là một màn hình trò chơi có một nhân vật mặt siêu bựa đang cầm trên tay thanh đại đao nam chính tên là hách khải 12 tuổi đang tận hưởng thời gian một mình quý giá hách khải đang ngồi chơi game trước màn hình máy tính cậu ta vui vẻ bố mẹ không có nhà hề 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 đến giờ giải trí rồi làm không cẩn thận ấn vào nhầm một trang quảng cáo trên màn hình có hiện ra một màn hình quảng cáo game các huynh đệ nhào vô tung hoành giang hồ vào game ngay thôi nào nút tắt quảng cáo này thật nhỏ quá đi mất Hách Khải đưa chuột lên dấu 10 để tắt quảng cáo này nhưng lại lỡ tay ấn click nhầm vào trong quảng cáo đó. Hách Khải lúc đó vẫn còn ngây thơ tưởng rằng hiệp hành thiên hạ mà bản thân lỡ tay ấn nhầm đó, chẳng qua cũng chỉ là một web game bình thường mà thôi. Boss giàu có, game dễ hiểu, được tặng vô vàn trang thiết bị, thật quá đã. Đang nào cũng vào rồi, hay cử thử xem nhỉ. Hách Khải đưa chuột click vào chữ bắt đầu chơi game. Thì bỗng màn hình đang tải hiện lên, nhân giả vô địch, nhân vật có bàn tay vàng hoàn thành dữ liệu 100%. Hách Khải ngạc nhiên, "Hả, à, bàn tay vàng sao?" không thể nào mình đâu có chơi thứ game quái quỹ này hình như có gì đó sai sai màn hình bắt đầu phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ trói hết cả mắt của hách khải và bỗng dưng hút cậu ta vào bên trong màn hình hách khải lờ ngợ dần dần mở mắt ra ưm um, mình đang ngủ sao mẹ sắp về rồi phải tắt máy ngay song cậu ta hốt cả hình khi thấy trước mặt mình là một khung cảnh kỳ lạ hách khải đã bị đưa đến một thế giới khác hách khải há hốc mùng kinh ngạc đây là nơi quái quỷ nào vậy lẽ nào mình vẫn đang mơ ký ức cuối cùng là lúc mình đang mở game ra chơi kiến trúc đó giống hệt trên web game lẽ nào mình xuyên không rồi hách khải còn đang ngưng ác thì bỗng đằng sau có tiếng hô lớn đứng lại hách khải quay mặt ra sau thì á đủ có một đám côn đồ từ đâu đang cầm cây gậy lao đến mẹ kiếp chuyện gì vậy mấy anh hai chịu chết đi có bản lĩnh thì đừng chạy bọn con đồ dí hách khải chạy sấp mặt lờ xong bỗng từ đâu xuất hiện ra một khứa tóc vàng cũng chạy sấp mặt cùng với cậu ta ta đâu có ngu không chạy đợi bị ăn đòn sao ế tên này từ đâu chui ra vậy hóa ra đâu có đuổi mình đâu a a vậy mình việc gì phải chạy cùng hắn chứ không kịp giải thích nữa rồi mau chạy đi mấy tên côn đồ thấy có hai tên liền thắc mắc sao lại có thêm một tên nữa rồi nhất định là đồng bọn diệt hết chịu chết đi chạy được một lúc thì hách khải và khứa tóc vàng đã đến một ngõ cụt bên đường bên này chọn côn đồ cũng bao vây bọn họ lại luôn rồi hửm bọn chúng ở bên kia các huynh đệ vây chết chúng hách khải hoảng loạn nhìn bọn côn đồ đang tiến về phía mình cái game này định chơi mình sao mới tân thủ đã chơi ác vậy sao bọn chúng ồ ạt cầm vũ khí lao lên quát còn dám đi tè trước cửa thanh hồng bang bỏ ta lâm hùng trộm đồ của tuyệt đỉnh bang chúng ta còn muốn chạy sao một tên đầu chọc láng bóng cầm gậy nhảy lên bổ xuống trước xem tuyệt đỉnh côn pháp của ta đây hách khải hốt hoảng khoan đã npc các người bất hòa thì liên quan gì đến ta ta chỉ là người mới chơi thôi mà hách khải đưa tay lên chắn đầu của mình lại nhưng không ngờ tên côn đồ đánh xuống trúng tay của hách khải làm cho cây gỗ đó gãy làm đôi một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra từ người hách khải chiếu sáng thẳng lên bầu trời hất văng bọn chúng lên trên a à, chuyện gì vậy sức mạnh kinh khủng quá song bọn côn đồ rơi xuống đất lã trả khiến những tên còn lại bên ngoài thất kinh mình sao có thể hách khải đang ngơ ngác chưa hiểu quần què gì thì đột nhiên trước mặt hiện lên một bảng thông báo trên đó có ghi kích hoạt nhân vật nhân giả vô địch khai mở vũ công tu luyện tàu tu luyện đồng thời 20 loại võ công đạt được kim thị võ học bí tịch 108 sách thăng cấp lên sơ cấp võ giả hách khải nhìn bảng hệ thống trước mặt ngơ ngác nhân giả vô địch sao đây chính là bàn tay vàng mà lúc mới chơi được hệ thống cập nhật dữ liệu sao thật lợi hại cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng đám côn đồ được phen há hốc miệng trầm trồ đây 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 tiểu tử này lẽ nào là võ giả sao có thể nó mới chỉ là một thằng nhóc nhưng thứ sức mạnh đó không phục không được nó có thiên phú kinh người thật ghen tị ừ lâm hùng coi như người lợi hại không ngờ lại tìm được một võ giả giúp đỡ khứa tóc vàng cảm thán cậu ta là võ giả đám côn đồ hớt hãi bỏ chạy lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ rút khứa tóc vàng đứng lên gáy liền hát 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 ó bản lĩnh thì đừng chạy xong vui vẻ quay sang nhìn hách khải nói he he huynh đệ thật ngại quá làm liên lụy rồi muốn ăn gì ta mời vừa hay nhân tiện tìm hiểu tình hình trước mắt hách khải trả lời được đi thôi tên tóc vàng này là lâm hùng là một cô nhi lăn lội trong xã hội sau khi trò chuyện với hắn ta mới hiểu ra trò chơi này thiết lập gần giống với dị giới bản đồ thế giới này rất lớn bao gồm 7 vùng biển hơn 300 quốc gia 7 vùng biển bao gồm hồng hải hắc hải lục hải lam hải Trừng hải bạch hải thanh hải giống với thế giới hiện tại ta đang ở các quốc gia ở nơi này cũng có nền văn hóa dân tộc, kỳ quan địa lý phong phú khác nhau, còn có các di tích thượng cổ, càng khiến cho nhiều người mạo hiểm du ngoạn. Mảnh thú, chim quý, thiên tài địa bảo, còn có vô số vùng đất trong truyền thuyết đang chờ đợi được khai thác. Hách Hải và Lam ảnh quốc mà chúng ta được ở chỉ là một quốc gia nho nhỏ phía đông Lam Hải mà thôi. Cho nên ta rất ngưỡng mộ các vị võ giả, bọn họ có thể gia nhập võ đoàn, tiếp nhận nhiệm vụ tới các nơi trên thế giới dung ngoạn thám hiểm. Đáng tiếc, ta không những chẳng có thiên phú, lại chẳng có tiền, đời này đoán chừng đến đầu cũng không ngóc lên được. Hách Hải thầm nghĩ thế giới này rất coi trọng thượng võ mà mình dường như có thiên phú võ học cũng không tồi nếu đã không quay về được vậy thì gia nhập võ đoàn du ngoạn một vòng thế giới cũng không tệ lắm anh ta quay sang hỏi lâm hùng vậy làm sao mới gia nhập được võ đoàn lâm hùng cười đáp ha 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 cậu là võ giả cơ mà đến chuyện này mà cũng không biết muốn gia nhập bất kỳ võ đoàn nào thì ít nhất phải có học lực nhất lưu võ tu ta khuyên cậu đừng nằm mơ nữa chăm chỉ tu luyện chuẩn bị cho kỳ thi văn võ đi hách khải nghe lâm hùng nói thế thì thất thần cái quát đờ heo không sai quả thực là kỳ thi con mẹ nó mình đã xuyên đến dị giới rồi mà vẫn không thoát được lần này ta thật sự muốn lôi nhà thiết kế cái game quái quỷ này ra bàn chuyện nhân sinh hách huynh huynh không sao chứ đương nhiên để sống tốt trong thế giới mới này ta đâu còn lựa chọn nào khác từ đó về sau lâm hùng đồng ý cho ta ở nhà hắn với điều kiện sau này ta phải gia nhập được võ đoàn với sự giúp đỡ của lâm hùng ta vừa lăn lộn với cuộc sống bôn ba lại vừa nỗ lực phấn đấu vào đại học kể ra trong hệ thống bàn tay vàng của ta quả thực có rất nhiều tuyệt thế võ công hơn nữa còn thấy được hướng đi để tu luyện tất cả các loại võ công nhưng với cấp bậc hiện tại của ta bây giờ không đủ quyền hạn để tu luyện công pháp cao cấp vì vậy ta đã chọn la hán quyền của nền tảng chủ chốt bắt đầu hành trình tu luyện địa ngục với mỗi ngày luyện năm nghìn quyền mãi cho đến khi 5 năm sau tại đại học tổng hợp võ tu nhất kiếm học viện cái gọi là đại thành chi cảnh chính là một môn võ công được tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất bên trong lớp thì thầy giáo đang giảng bài thông thường phải mất 20 đến 30 năm mới làm được nhưng cho dù là công pháp nông cạn nhất chỉ cần đạt được đại thành chi cảnh uy lực cũng sẽ hơn xa các võ công khác đây chính là đạo lý dịch học tinh hoa của võ công mấy tên kia nhìn cái gì thế nhìn lên đây nhìn bảng đây này đám học sinh bên dưới đang nhìn ra bên ngoài hóng hớt gì đó mau nhìn kìa bên đó có người đang quyết đấu đâu đâu Đó, ngay giữa tháp đồi trời ơi đó chẳng phải tô thị yên hoa khôi lớp của lớp kiếm thuật sao tên nào xui xẻo lại chọc phải nàng ta bên phía tháp đôi thì tô thị yên đang đứng trên dây xích khiêu chiến với hách hải đây là Hách Khải của 5 năm sau, 17 tuổi, tân sinh nhất kiếm học viện. Anh ta nói: "Tôi đại tiểu thư, cô quả thực muốn quyết đấu với tôi ư? Còn đây là Tô Thi Yên, 17 tuổi, tân sinh nhất kiếm học viện." Cô ta vui vẻ đáp: "Đúng, tôi rất tò mò về cậu. Vậy nên, hãy để tôi mở mang tầm mắt xem nào." Tô Thi Yên rút kiếm ra và lao tới tấn công Hách Khải. Một tiểu tử nghèo không có gia thế võ học, dựa vào đâu mà có thể đạt thành tích đứng nhất toàn trường? Hách Khải nhanh nhẹn cúi người về sau tránh đòn của Tô Thi Yên và vòng ngược ra sau lưng cô ta. "Tôi đại tiểu thư bên này cơ mà, Ừ, tưởng như vậy là có thể tránh được sao tô thi yên liền vung kiếm chém ra sau nhưng hách khải đã kịp thời nhảy lùi về tránh đòn xem chiêu cô ta nhanh như sóc nhảy đến dùng chân đá tới nhanh quá rơi xuống cũng tính là thua tô thi yên đá bay hách khải văng ra xa bên dưới thì mọi người đã tập hợp ra hóng hớt đông nghẹt sao rồi may mà ra kịp đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp tô thi yên là tuyệt học tô thị trước giờ ở trường học chưa từng thua ai nha hách khải sử dụng phá công pháp gì vậy đoán chừng là học được từ một kẻ qua đường trong thôn làng thôi thật không hiểu sao hắn lại đứng nhất được toàn trường. Hách Hải đang cố gắng chống đỡ những đòn tấn công liên hoàn của Tô Thi Yên. Vốn mình không đánh thắng được Tô Thi Yên vì cô ta hơn mình về mọi mặt, nhưng thật không may, chỉ mấy quyền nữa thôi, La Hán quyền không tầm thường này của mình sẽ đạt tới cực hạn rồi. Hách Khải vung đấm đấm thẳng tới liền ăn ngay một đạp. Hệ thống thông thạo La Hán quyền điểm số 99997 trên 1000. Tôi không muốn đả thương cậu. Tô Thi Yên vòng ra sau bồi tiếp một đạp trên lưng. Nhận thua đi Hách Khải. Hệ thống đã hiện lên thông báo. Thăng cấp La Hán quyền đã đạt tới cực hạn cấp 10. Tô Thi Yên chưa biết gì đang đâm thẳng kiếm xuống thì ngưng ngác khi thấy Hách Hải đang đấm lên với một cổ uy lực khổng lồ về phía mình. Uy lực kinh khủng của cú đấm bạo phát ra khiến Tô Thi Yên toát hết mồ hôi hột chống nỡ. Cái gì? Quyền phong này là thế nào? Chết rồi, với lực đạo và tốc độ này, hoàn toàn không tránh được. Hách Hải thấy Tô Thi Yên sắp không cầm cự được nữa liền lo lắng. Tiêu rồi, đột nhiên thăng cấp, không thu hồi được lực đạo. Không được, quyền này mà đánh ra cô ấy nhất định sẽ mất mạng. Hách Hải cố gắng gồng sức vặn tay xoáy nắm đấm của mình xuống bên dưới làm cho cú đấm lệch hướng xuống và hách khải chuyển lực đạo thẳng vào cái tháp phía bên này cho tô thi yên tránh ra vù nguy hiểm quá lực đạo khủng bố của la hán quyền bộc phát vào tháp tạo ra một vụ nổ chấn động những sợi xích rơi ra và tháp phía bên này bắt đầu sụp đổ tô thi yên kinh ngạc không thể nào thầy giáo và đám học sinh quan sát bên trong ngạc nhiên trước lực phá hoại kinh khủng của hách khải đây là sức mạnh bạo phát quỷ quái gì dọa chết ta rồi đây chẳng lẽ là hách khải bên này mỉm cười khoái chí cuối cùng cũng luyện thành rồi la hán quyền đại thành trì cảnh hệ thống hiện lên dòng tùy chọn có nên bắt đầu với người chơi mới có hoặc không hách khải ấn chọn vào có dòng hệ thống hiện lên thông báo khác đầu tiên hệ thống phân thành 4 tầng lớn nhân vật bổ trợ vật phẩm bản đồ bảng nhân vật hiện rõ tin tức cơ bản của bạn bao gồm các mục trạng thái thuộc tính đẳng cấp sức khỏe cuộc võ thuật cho thấy các kỹ năng võ thuật bạn có thể được nâng cấp bằng cách tập luyện các bài tập vật phẩm bạn có tiền thuốc men và các vật dụng khác bản đồ mộc dương hiển thị bản đồ thế giới và vị trí hiện tại của bạn ôi trời hóa ra là vậy trong thế giới hiệp hành thiên hạ cường giả của đông đảo các môn phái tông tộc mục tiêu tu hành của bọn họ chỉ có một đó chính là trở thành nội lực cường giả sức mạnh của nội lực cảnh không chỉ áp chế được tất cả phàm nhân mà còn tượng trưng cho vũ lực của quốc gia được tôn sùng ngang với hoàng thất có điều bất kể có nhiều công pháp cao thâm hay tu luyện tàn khốc đến đâu cũng không thể đảm bảo sẽ thức tỉnh được nội cảnh giới cho dù toàn bộ người của nước cộng hòa lam ảnh tập võ cũng chỉ có một người thức tỉnh được nội lực trong một vạn người mà ta lại nắm chắc trong tay phương pháp thức tỉnh nội lực cảnh hệ thống La Hán Quyền đã đạt tới đại thành chi cảnh, đủ điều kiện để tu luyện dịch cân kinh, có muốn tu luyện dịch cân kinh không? Có hoặc không? Hách Khải đồng ý liền chọn có thì như có một luồng sức mạnh truyền thẳng vào người cậu ta. Đã tu luyện dịch cân kinh, thể lực cộng 30, sức mạnh cộng 80, tốc độ cộng 22. Tiếp đến, chỉ cần cũng tu luyện dịch cân kinh đạt đại thành chi cảnh. La Hán Quyền rồi đến dịch cân kinh và cuối cùng là nội lực cảnh. Anh đây có thể trong chớp mắt thức tỉnh nội lực trở thành nội lực cảnh cường giả được vạn người ngưỡng mộ rồi he he. Và đó chính là Hách Khải trong mộng tưởng thôi đang cười thích thú thì mở mắt ra thấy mọi thứ đang sụp đổ trước mắt mình tô thi yên cũng đang rơi xuống hách khải hoảng loạn a à, một quyền ban nãy đánh sập tháp mất rồi hiệu trưởng chứng kiến cảnh đó thì suy sụp luôn á à, tháp đôi trăm năm của ta là đứa mất 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 dạy nào hiệu trưởng sốc xỉu ngang luôn hiệu trưởng ngài gắng lên bên dưới thì mấy khứa hóng hớt bây giờ chạy táng loạn tiền đình tháp tây bị hách khải một quyền đánh sập rồi mà vừa rồi tỷ võ ai thắng ai thua vậy chạy thoát thân trước bàn sau cũng không muộn một lúc sau bên trong đám đổ nát sau lớp khói bụi thì có bóng của người nào đó đi ra mọi người xem đó là là hách khải và tô thi yên hóa ra bọn họ không sao hách khải đang bế tô thi yên đi ra từ bên trong đống đổ nát khi nãy thi yên trên tay hách khải đỏ mặt thầm nghĩ thật mất mặt không ngờ còn để cậu ta cứu mình hách khải bế gái sinh trên tay khoái trí anh hùng cứu mỹ nhân giờ không thể hiện còn đợi đến lúc nào mọi người xung quanh cảm thán anh ta hóa ra hách khải lại xoáy đến vậy thật đại hiệp đang xoáy ca ngầu lòi bé gái sinh trên tay đi hiên ngang thì vấp phải vỏ chuối té cắm đầu thẳng vào ngực lâm thị yên hách khải thanh niên cơ hội liền chụp lấy chảy hết cả máu cam xin lỗi tôi không có cố ý đâu nhờ với thế lực của tô thi yên mà chúng tôi không phải chịu phạt chỉ là tin tức hách khải một quyền biến kiến trúc tháp đôi biểu tượng cho học viện thành dáng vẻ tháp mẹ tháp con liền lưu truyền ra ngoài hơn nữa còn bị đại hoa khôi họ tô quấn lấy không rời hẹn tô thi yên lại đến gửi thư quyết đấu cho hách khải anh ta mở thư ra xem thì bên trong ngắn gọn hai chữ chết đi trời má con gái con lứa cục xúc Tô Thi Yên cầm kiếm lao lên tấn công. Tôi đường đường là đích nữ võ học thế gia, tuyệt đối sẽ không nhận thua cậu đâu. Hách Khải cũng máu chiến lắm. Tuy rằng lần nào tôi cũng thắng, nhưng Tôn Thi Yên hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Không được xem thường lòng tự tôn của nữ võ giả, tiếp đi. Có lúc một người năm lần bảy lượt đến cà khịa, quả thực khiến người ta ăn không tiêu. Lúc này Hách Khải đang lén lút ở khu rừng nhỏ sau nhất kiếm học viện. Thân xác hoang tàn ma dại dáng cầm ly nước trên tay uống. Hai ngày nay liên tục đại chiến, kiệt sức đến khô cả người phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Bách Thảo bổ huyết bảo, bạn khỏe tôi cũng khỏe. Hách Khải vui vẻ đi sâu vào trong khu rừng. Tô Thi Yên thì đang lén lút quan sát từ đằng sau. Hừ, mình biết ngay tên tiểu tử Hách Khải này có gì đó mờ ám mà. Nhất định là lên lút tu luyện võ công tuyệt học gì đó trong núi. Bằng không linh xà kiếm pháp của Tô gia ta sao có thể thua hắn được? Hừ, đợi bổn tiểu thư tìm hiểu ra xem. Tô Thi Yên nhanh chóng nhảy bụi này bụi kia, truyền cành cây này sang cành cây kia đi theo sau Hách Khải. He he khinh công khổ luyện 10 năm cuối cùng cũng dùng đến rồi. Xong đến chỗ một thác nước thì không thấy Hách Khải đâu nữa. Hửm, người đâu? Nơi này là. À đúng rồi, nghe nói có rất nhiều cao nhân cũng từng tu luyện võ công tuyệt thế dưới thác nước thế này hắn cũng làm như vậy sao song bỗng trong thác nước tô thi yên nghe giọng của hách khải vút vút đầu xoa xoa bụng cô ta ngạc nhiên không ngờ lại tu luyện trong thác nước hơn nữa suy ngẫm một hồi tô thi yên quyết định lấy sách ra ghi lại vút vút đầu xoa xoa bụng phải dùng cả hai tay chỗ nào cũng không thể bỏ qua trước sau đều phải sạch dưới nách sau tay tô thi yên nghe những câu nói của hách khải bên trong thì nhứt nhứt cái đầu ghi lại hùng, sao bài tâm pháp này vừa tẩy não lại khó hiểu thế nhỉ nói không chừng là tà thuật gì đó tô thi yên quyết định xông vào bên trong xem tận mắt thử bổn tiểu thư phải vạch trần ngươi tại trận mới được cô ta xông thẳng vào bên trong thác nước liền la lớn hách khải thì ôi bất ngờ làm sao hách khải đang tắm bên trong và những câu khi nãy tô thi yên nghe được chính là hách khải đang hát vu vơ hát, hát nước tạo bong bóng đẹp quá trời vừa hát hò vừa trà lưng ta thích tắm lắm a à. bỗng hách khải mở mắt ra nhìn làm cho tô thi yên giật bắn người đỏ mặt bây giờ cô ta lấy hai tay bịt mắt lại hét lớn a à á à lưu manh xong thẳng chân đạp thẳng vào mặt hách khải này cô đợi đã." Bỏ chân xuống rồi nói. Hách Hải cuống quần chụp đại vào miếng vãi trước mặt ai ngờ đâu là chiếc tà áo của Tô Thi Yên. "A a, trơn quá." Hách Hải té xuống và lôi theo cô ta, chìm sâu vào dòng nước bên dưới. Một lúc sau Hách Hải mơ màng tỉnh dậy. "Ờ, nơi này là." Đau đầu quá. Xem ra là bị trôi giạt tới dòng nước ngầm dưới thác nước rồi. Thấy Tô Thi Yên vẫn còn bất tỉnh nằm đó thì Hách Hải vội đến gọi. "Này, cô không sao chứ? Mau tỉnh lại đi Tô đại tiểu thư, muội tử gặp nguy hiểm rồi." Hách Hải ngây thơ thầm nghĩ, lẽ nào chỉ còn cách đó vậy mình đành phải để bản thân chịu uy khuất rồi hách khải ghé sát lại gần tô thi yên và tính dùng hô hấp nhân tạo để cứu nước mới chìa cái mỏ lại gần thì bỗng cô ta phun một tràng pháo nước thẳng vào mặt đừng có qua đây tên biến thái này hách khải cay cú này tôi nên nói câu đó mới phải nếu không phải tại cô nhìn trộm tôi tắm chúng ta cũng không rơi vào cảnh này tô thi yên đỏ mặt lấy tay che thân lại và nói ai ai nhìn trộm cậu tắm chứ tôi 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 thôi vậy đã đến nước này rồi tôi tha cho cô vậy tôi mới không cần cái hời của cậu hách khải cùng tô thi yên đi vào bên trong nơi này hẳn không an toàn chúng ta mau tìm cách ra ngoài thôi thật ra nơi này cũng rất đẹp chỉ là có chút lạnh cô cũng quá ngây thơ rồi nơi hang động nước ngầm như này không phải chỗ lãng mạn như cô nghĩ đâu chúng ta cứ ven theo dòng nước tìm cửa ra đã bỗng tô thi yên bất ngờ nhìn ra sau thì thấy những thứ gì đó đang bơi chậm chậm về phía bọn họ đó là những cây nấm nhỏ đang bơi thành đàn trên dòng nước nhỏ tiểu thú nấm sao tô thi yên thấy bọn chúng dễ thương quá liền thích thú Wow, thật thần kỳ, thật đáng yêu. Ồ, Hách Khải thắc mắc hỏi cô ta. Đó là nấm gì vậy? Có ăn được không? Tô Thi Yên đang sờ mấy cây nấm nhỏ đó đáp. Đừng nói linh tinh, bọn chúng có sinh mệnh đó. Xem đi, nó còn nháy mắt với tôi này. Trời má cảnh này đã quá anh em à. Sao cứ thấy quen quen? Các bạn đang xem có thấy quen không hãy bình luận bên dưới để ác cùng mọi người biết với nhé. Ha ha, sờ vừa mềm vừa chân nữa. Bỗng dưới nước có một hàm răng khổng lồ lao lên khiến Tô Thi Yên hoảng hốt lùi lại. Có quái vật. Xong chạy nhanh lao đến ôm trầm lấy Hách Hải. Hách Khải, có quái vật, một con quái vật hung tợn xuất hiện. Đó chính là con Thiên Túc Ma Long, level 45, máu 9999. Hách Khải giật bắn người thất kinh. Thiên Túc Ma Long cái quỷ gì chứ? Đây mới cháp 2 đã xuất hiện đại boss sao? Tôi từng thấy qua nó trong sách nó là hung thú Thiên Túc Ma Long, chúng ta chết chắc rồi. Còn biết nguy trang, con boss này quá xảo huyệt. Thiên Túc Ma Long phóng những xúc tu về phía bọn họ nhưng hai người họ đã kịp nhảy lên. Cẩn thận. Song Tô Thi Yên bất ngờ bị một xúc tu tóm lấy. Mấy cái xúc tu chết tiệt hách khải giáng đưa tay tới chụp lấy thanh kiếm mà tô thi yên đang mang bên người rút ra và chém đức xúc tu để cứu tô thi yên cô ta bỗng hô lớn cẩn thận coi chừng phía sau thiên túc ma long lúc này đã há to cái miệng ra đưa tới nơi hách phi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó cắn một cái bạc nuốt vào trong tô thi yên rơi nước mắt lo lắng gọi hách khải bỗng thiên túc ma long đau đớn gào thét lên cơ thể của nó bắt đầu chịu những dư chấn từ bên trong không lâu sau hách khải từ bên trong đã xé toạt cơ thể thiên túc ma long bay ra ngoài la hán quyền chính nghĩa la hán giáng long Tô Thi Yên ngạc nhiên trước sức mạnh của Hách Khải. Bên này thì anh ta ngầu lòi nhảy ra sau dư chấn từ đòn đánh xé tan cơ thể quái vật vừa rồi. Song bỗng anh ta thấy có gì đó phát sáng. Ừ, đó là. Có một viên ngọc phát sáng bay lên từ cơ thể của Thiên Túc Ma Long. Wow, đánh boss xong còn có bảo bối rơi ra sao? Lần này kiếm bộ rồi. Bảng thông báo bàn tay vàng của Hách Khải hiện lên. Chiến thắng trận đầu, nhận được dương thưởng cấp A. Hách Khải. Đợi đã, phong cảnh đột nhiên biến đổi, hay là sắp sửa thăng cấp? đạt được nội đan ma long một cái, nhận được 3000 vàng, kinh nghiệm 999. Có muốn sử dụng nội đơn ma long không? Có hoặc không? Hách Khải háo hức, xài luôn cho nóng. Một ánh sáng với khí tức khủng khiếp bạo phát trên cơ thể của Hách Khải. Tăng toàn bộ thuộc tỉnh cộng 10, kinh nghiệm cộng 10000. Nhân vật thăng 10 cấp, tu luyện dịch cân kinh tăng đến cấp 9. Sau lớp xương mờ Tô Thi Yên lớn ngớ gọi Hách Khải. Hách Khải mặt xoái ca ngầu loại ngoảnh mặt lại đáp, "Tô đại tiểu thư, cô không sao chứ?" "Ừ, không sao." Tô Thi Yên nhìn Hách Khải dụng luôn chứng, chắc là do cậu ta cứu mình hơn nữa còn mạnh lên mới thấy cậu ta xoái thật hách khải tự tin chỉ thẳng tay về trước xem ra cái động này là nơi tu luyện báu vật đi anh dắt cưng đi đánh boss sau đó hai người bọn hồ linh mạch sơn động tầng 1. hách khải giết tiếp quái ở tầng này đắp bồ kinh nghiệm cộng 233, phòng ngự cộng tám triple Keen. kinh nghiệm cộng 350, bạo kích cộng 13. ba pentakin kinh nghiệm cộng 586, sinh mệnh cộng 300. trăm godlike kinh nghiệm cộng 999, tấn công cộng 110. trăm hách hải thích thú ha ha vốn dĩ chiêu dịch cân kinh này phải luyện biết bao năm giờ thì sắp đầy cấp rồi mình thật là một boy may mắn tám tiếng sau hai người săn quái mệt sấp mặt luôn rồi mệt muốn chết đời thật khổ không được đi hết nỗi rồi đã qua biết bao vòng mà vẫn chưa tìm thấy lối ra cái giếng trời này lại không leo lên được vậy nghĩa là cả đời của tụi mình phải chết già ở đây sao tô thi yên nghe hách khải nói thế thầm nghĩ cả đời này bà xã anh làm túi da rắn cho em nhé ông xã nằm bờ oan a à, à, à tô thi yên mày đang nghĩ y cái gì thế này mắc cỡ chết được bỗng hách khải nghĩ ra cách gì đó liền quay sang nói với tô thi yên có cách rồi chúng ta dựa theo trí nhớ của mình vẽ lại toàn bộ cấu trúc hang động sau đó dựa theo bản đồ để dò đường ý kiến hay phải kiếm thứ gì nó trắng trơn với dễ dàng cầm theo bên mình để vẽ lên tô thi yên và hách khải nhìn chằm chằm vào miếng vải mỏng đang che phần dưới của hắn ta màu trắng lúc nào cũng có thể mang theo bên người hách khải cuống quần bụng chân giữa lại nếp sang một bên đừng có mơ nhé đồ cuồng nhìn trộm người khác tôi có nhìn đâu một lát sau sắp xong rồi anh đừng nhúc nhích tô thi yên lấy chất gì đó thấm vào ngón tay và vẽ trực tiếp lên người của hách khải hách khải ngồi cứng đơ như cây cơ luôn ưm ừ, để tôi xem thử cô ta đưa ngón tay dò đường ở bản đồ trên lưng của hách khải đây là đường mà chúng ta đã đi sau đó chúng ta quẹo phải qua đường này nếu còn tiếp tục như vậy nữa ai ra hết chỗ rồi chỗ cuối cùng là đến huyệt động xong thì mình sẽ lúc này ngón tay của tô thi yên đã vẽ vòng ra trước ngực của hách khải hách khải nhìn xuống không kìm chế được nữa ánh mắt của hai người nhìn nhau nhạc hàn quốc bắt đầu nổi lên thi yên tôi họ liền bắt đầu nghĩ đặt tên con là gì rồi đang chuẩn bị vào việc thì nghe tiếng khứa nào hét lớn đằng sau ê các người đang làm gì vậy thi yên một đám người đu dây từ trên lỗ hồng đó xuống dưới tô thi yên ngạc nhiên tam tam thúc song tam thúc đưa thi yên cùng với hách khải ra ngoài thi yên cuối cùng thì thúc cũng tìm ra con vừa nghe tin con mất tích cả ngày thúc bị dọa đến hết cả hồn hu 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 tam thúc người nhẹ chút con không thở được còn khứa hách khải lúc này đã bị trói vào một cây lớn bên cạnh nó tam thúc chỉ tay thẳng mặt hách khải quát đều là lỗi của ngươi nói ngươi bắt cóc tiểu thư nhà ta đến động này có ý đồ gì hách khải mếu máu tại hạ bị oan mà tôi chẳng làm gì cô ấy cả tam thúc cây cú đi tới chỗ hắn ta quát đồ cũng cởi ra rồi ta có thể tin ngươi được sao bộ ngươi tưởng lão phu đuôi hả nếu không phải lão phu đến kịp lúc e rằng thi yên đã e không giữ được danh tiết ây ây tô thi yên lên can ngăn tam thúc thúc hiểu lầm hách khải rồi thi yên con đừng sợ vì tránh sau khi ta rời đi tên dân tặc này sẽ tìm con báo thù tam thúc giờ sẽ ông ta rút đao ra đưa lên chuẩn bị chém xuống thúc sẽ giúp con diệt cỏ tận gốc đừng mà bỗng lúc này có tiếng hô lớn tráng sĩ đao hạ lưu tình thì ra đó chính là lâm hùng cậu ta hớt hải chạy đến vị tráng sĩ này tôi dám dùng mạng mình để đảm bảo hách khải tuyệt đối không phải loại người háo sắc làm bậy hách khải mừng rớt nước mắt anh em tốt tam thúc gắt giọng hỏi hừ ngươi là ai sao ta phải tin ngươi lâm hùng trả lời ông ta tôi tên lâm hùng từ nhỏ đã lớn lên cùng hách khải tôi vốn không muốn nói ra những điều này hách khải tuyệt đối không có hứng thú với tiểu thư bởi vì hách khải hô lớn khẳng định người mà hách khải thích là tôi mọi người lúc này thất kinh ôi nghe qua như xét đánh ngang tai đù mé đúng là anh em chỉ cốt mà cốt ai nấy hốt hả há cuối cùng tam thúc cũng tin lời lâm hùng nói mà thả hách khải ra lâm hùng cùng hách khải cùng ghé vào một quán nước để nói chuyện phù coi như lụng lại cái mạng này còn không phải nhờ tôi kịp thời cứu nguy kiểu của cậu mà cứu nguy gì tôi thấy là cậu chém thêm một nhát nữa thì có nghĩ lại cái cảnh mà lâm hùng đứng trước mọi người tuyên bố người mà hách khải thích là tôi để cứu mình thì nhất nhất cái đầu liền tức đến run người lần này thanh danh trong sạch của hách khải mình coi như bị hủy hơn nữa tô thi yên cũng lâm hùng vỗ vỗ vai an ủi cậu ta tục ngữ nói rất đúng đừng vì một nhành hoa mà bỏ rơi cả vườn hoa chờ đến lúc cậu trở thành người có nội lực mạnh nhất còn lo không có gái theo sao phải rồi đây là phí sinh hoạt của tháng này cầm đi khoan đã tháng trước tôi còn chưa xài hết còn nữa số tiền này sao lại nhiều gấp đôi lần trước không vấn đề gì chứ lâm hùng cười cười nói có vấn đề gì được chuyện anh đây làm cậu còn không yên tâm à đồ ăn cũng nguội hết rồi nào uống một ly hách khải bỗng suy tư thầm nghĩ lại những gì đã trải qua qua 5 năm, năm tôi đã mất đi hết những cảm xúc lạ lẫm khi mới xuyên không vào trò chơi cậu ấy luôn ủng hộ tôi đọc sách khổ luyện tôi và lâm hùng luôn có cùng một ước mơ gia nhập vũ đoàn hành hiệp thiên hạ nhưng sau đó chỉ đi làm thuê không thể trả nổi học phí nếu không phải nhờ vào Lâm Hùng ra xã hội kiếm tiền, liên lục tiếp tế kinh tế cho tôi. Cho dù tôi có giỏi đến mức nào cũng bằng thừa. Ân tình huynh đệ này, sẽ có một ngày tôi trả lại cậu ấy gấp trăm lần. Nè, đang nghĩ gì thế? Đừng lo, tôi tìm thấy một lô bổ ma đơn ở kênh đào dưới lòng đất, chất lượng cực phẩm, vừa ra đã bán hết. Chờ đến khi lão đại giao đường dây mua bán này cho tôi, anh em chúng ta sau này tiền xài không hết. Hách Hải ngạc nhiên, tự ý mua bán bổ ma đơn không phải chuyện nhỏ đâu, cậu phải cẩn thận đấy. Nhưng Lâm Hùng lại cười phá lên, ha 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 yên tâm đi chẳng phải cậu luôn nói tôi là chuột trên thuyền sao nếu thuyền lỡ có chìm tôi chắc chắn sẽ chạy thoát thân trước ba năm đường đời chẳng phải đầy phong ba biến hóa nhưng tôi nhờ khứu giác nhạy bén của mình chẳng phải qua hết chẳng có chuyện gì sao hách khải cũng vui vẻ nói với cậu ta tóm lại việc tương lai gia nhập vào võ đoàn cứ giao cho tôi bên phía cậu nếu gặp chuyện gì khó khăn nhất định phải nói ra hách khải vui vẻ nghĩ thầm hí hí mình khoan nói cậu ta biết mình sắp bước phá luyện thành dịch cân kinh chờ đến lúc đó cho cậu ta ngạc nhiên song lâm hùng vội vàng chạy đi được rồi, có việc đi trước nhé, châu này cậu trả. Nhớ chăm chỉ luyện tập những thứ khác đừng lo quá. Tôi chờ ngày cậu gia nhập võ đoàn Hành hiệp thiên hạ, rất tôi giả thành người đưa tôi bay khắp nơi. Cái thằng này, thiệt hết cách. Ông chủ, tính tiền. Hách Khải mở phong bì lúc nãy Lâm Hùng đưa cho mình ra thì giật mình khi thấy có những vết máu dính trên những tờ tiền này vẫn chưa khô. Hách Khải hốt hoảng. Đợi đã, Lâm Hùng. Hách Khải chợt suy nghĩ. Không đúng, biểu hiện hôm nay của Lâm Hùng rất khác thường. Chẳng lẽ dính phải chuyện gì lớn sao? Trực tiếp hỏi cậu ta, e rằng cậu ta sẽ không chịu nói hay là lén đi theo xem thử hách khải đi theo sau lưng lâm hùng quan sát tình hình tối hôm đó tại cứ điểm bang phái của lâm hùng hách khải đang quan sát không để cho ai phát hiện ra mình cứ điểm của bang phái này canh gác còn nghiêm ngặt hơn lần trước bỗng hách khải giật mình khi nghe âm thanh của lâm hùng ừ á là tiếng của lâm hùng hách khải hớt hãi chạy nhanh đến xem vừa chạy vừa lo lắng huynh đệ không được xảy ra chuyện gì đâu đấy khi đến nơi thì điều mé hách khải nhìn thấy khứa lâm hùng đang chơi gái ứ ừ, lâm ca anh hư quá tiểu yêu tinh nếm thử nó nào A, à, chỗ này không được đâu, úi a. À. Hách Khải ngồi bên ngoài kiểu. Con tim tôi đau quá men. Ô xít. ủng công minh lo lắng. Thằng quỷ thấy gái quên bạn, chuyện gấp trong miệng nó chính là làm cái này. Bỗng Hách Khải nghe bên trong giọng của cô gái đó hỏi Lâm Hùng. Lâm Ca, sao dạo này anh cứ buồn bực suốt vậy? Lâm Hùng trả lời cô ta. Ai, thời buổi giờ khó làm ăn, còn phải bỏ tiền ra nuôi một thằng bất tài. Hách Khải nghe tới đây thì đứng cả hình, như một tiếng sét đánh ngang tai. Ý anh là tên huynh đệ đang học đại học á à hả? chẳng phải anh nói tương lai hắn ta sẽ gia nhập võ đoàn là mối đầu tư dài hạn của anh sao vốn anh thấy nó có tư chất luyện võ sau này tiền đồ rộng mở nên mấy năm qua coi nó như đại gia mà hầu hạ nhưng nó lại không chuyên tâm luyện võ trường dạy lại khăng khăng luyện bộ la hán quyền gì đó chắc là sắp thành phế nhân rồi làm gì có cửa luyện đến cảnh giới nội lực cao nhất nhưng chẳng phải trước đây anh từng nói hắn và anh là huynh đệ sinh tử sao lâm hùng cười phá lên ha 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 bộ em lần đầu ra đời à anh em là để bán đứng hiểu không nhưng mà lâm ca lỡ như một ngày hắn luyện thành cảnh giới nội lực cao nhất giờ anh vứt bỏ hẳn không sợ đến lúc đó mọi công sức đều đổ sông biển hết sao đừng lo đừng lo anh rất hiểu nó mấy thằng trạch nam chưa ra đời lăn lộn trong xã hội như nó tới lúc đó chỉ cần nói vài câu giải thích thì có thể làm lành được tới lúc đó anh cũng sẽ có thể bình bộ thanh vân ha 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 hách khải bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện bên trong của lâm hùng và cô gái kia liền buồn bã trầm ngâm thầm nhủ cảm giác bây giờ của mình không phải là phẫn nộ cũng chẳng phải bi thương liệu phải dùng từ ngữ để hình dung có lẽ là thê lương một kiểu thê lương khi chịu đã kích quá lớn từ hiện thực hách khải bước những bước chân nặng trĩu rời đi nhiều năm như vậy cũng chẳng nhận được hồi đáp, là ai thì cũng sẽ bỏ đi, huống hồ gì chỉ là huynh đệ danh nghĩa. Dù gì bao năm tình nghĩa, mong cầu sau này có cuộc sống phú quý hơn. Hách Khải nhớ về những lời Lâm Hùng nói khi nãy, huynh đệ là để bán đứng được chưa? Sau này ta sẽ không gặp loại phế vật này nữa, cho dù ngày nào đó hắn thật sự trở thành nội lực cảnh, tìm đại vài lý do là qua chuyện ấy mà, ta vẫn có thể một bước lên mây. Ha ha ha. Cảm nhận được Hách Khải đã rời đi, Lâm Hùng trong này trầm tư lại. Đi rồi à, Lâm Hùng thất thần ngồi đó. Cô gái kia liền hỏi Lâm Hùng lâm ca rốt cuộc anh sao vậy vì sao phải diễn kịch như thế không lẽ đến cả em mà anh cũng không thể nói sao lâm hùng lấy tiền ra và đưa cho cô ấy và nói tiểu tây em cầm lấy chỗ tiền này quên anh đi đừng quay lại nữa là là sắp xảy ra chuyện lớn gì sao cô ấy hốt hoảng lo lắng vội hỏi lâm hùng lẽ nào anh đã đắc tội nhân vật lớn nào đó lâm ca xin anh đừng giấu em lúc này lâm hùng không muốn liên lụy cô ấy nên đã trực tiếp đánh cô ấy cái bà tai và quát cô đi đi con nợ nó con dám nuôi trai bao có tin lão tử phế cô không mau biến đi cho lão tử thứ bẩn thỉu mọi người bên ngoài nghe thấy lớn tiếng liền thắc mắc gì thế đi xem thử thì thấy cô gái ấy vừa chạy vừa khóc sức mứt chạy ra bên ngoài đây không phải nữ nhân của lâm hùng à tên nhóc này lâm hùng nằm một mình im lặng trong căn phòng tối cậu ta đưa tay che lên mặt mình che đi những dòng nước mắt đang rơi xuống của một đứng nam nhi hách khải cậu từng nói ta là con chuột trên tàu trước khi tàu chìm chắc chắn ta sẽ trốn đầu tiên nhưng nếu tai nạn đó không chỉ là tàu chìm mà là trận sóng thần khiến cả vùng biển cuồn cuộn thì sao ta chỉ là con chuột rơi vào ngõ cụt vậy thì sao chứ ba ngày sau tại võ học thế gia biệt viện hứa gia đám thuộc hạ chạy vào thông báo bẩm báo thiếu chủ bọn ta đã điều tra cả nữ chợ đen của lam ảnh cuối cùng tra được nguồn gốc của bổ ma đơn toàn bộ đều từ những bang phái này ra tên thiếu gia này tức giận xé tan tờ giấy thông tin điều tra của đám thuộc hạ gửi lên chỉ một đám côn đồ trong bang phái cũng dám cướp hàng của hứa gia ta tra ra vị trí của hàng chưa người này chính là hứa văn tam thiếu gia của hứa gia đám thuộc hạ lúc này áp giải một người vào vẫn chưa nhưng bọn ta bắt được một tiểu lô la bán hàng chuẩn bị tra hỏi đường dây của chúng rất tốt bây giờ các ngươi đi khâu chế mấy bang phái này giết nhầm còn hơn bỏ sót còn về tên nhóc này hứa văn đưa tay tháo miếng bịt đầu của hắn ta ra thì ra đó chính là lâm hùng sẽ do bồn thiếu gia đích thân chăm sóc chuyển cảnh về học viện nhất kiếm thì hách khải trốn học và đang buồn bã uống rượu trên mái một ngôi nhà bên ngoài trường tô thi yên đang quát sát hách khải từ xa nhìn hách khải buồn rầu cô ta lo lắng thẩm nghĩ ai hách khải thích huynh đệ của cậu ta chắc là diễn cho tam thúc xem không phải thật đâu nhỉ nhưng bộ mặt đưa đám của cậu ta mấy ngày nay trốn học rồi lai uống rượu mình cũng không dám hỏi để đợi đã cậu ta thích con trai thì liên quan gì đến ta có gì đáng để hỏi nhưng quả nhiên vẫn rất để tâm thấy cậu ta buồn như vậy đừng bảo là chia tay rồi đấy vậy cũng tức là ta có cơ hội rồi cơ hội cái méo gì chứ ta và hách khải chẳng qua chỉ là bạn học mà thôi hơn nữa dù người ta chia tay có thích ai thì cũng không phải là ta được chưa ta khổ quá mà tô thi yên lúc này như thiếu nữ tâm thần phân liệt đang tự mình đấu tranh vậy rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì hách khải lúc này trầm tư ha huynh đệ chẳng qua cũng chỉ là lợi ích trước mắt thôi hách khải tiếp tục uống rượu bỗng có hai thanh niên đang trò chuyện bên dưới đi ngang qua cậu nghe nói gì chưa bên cửu nhai xảy ra cháy lớn cả quảng trường bị thiêu rụi rồi gì đó không phải cứ điểm của mấy hắc bang à hách khải giật mình trước câu nói của bọn họ cháy lớn sao lại trùng hợp như vậy phải đi xem thử hách khải vội vàng nhảy xuống bên dưới tô thi yên lo lắng a à, cậu ta sắp đi rồi nếu còn không hỏi sẽ mất cơ hội cô ta vừa đi ra định hỏi thì có tiếng ai đó gọi hách khải là một cô gái tóc vàng đang hớt hãi chạy đến hách khải mặt chấm hỏi không biết cô ta là ai tô thi yên bất ngờ hề hey, chuyện gì thế cô gái tóc vàng này chưa kịp nói gì thì ngã xuống trước mặt của hách khải cũng may cậu ta đỡ được cô không sao chứ tô thi yên lúc này như không tin vào mắt mình nữa quát đờ phắc bạn bạn gái hở sao lại như vậy nhưng mà nghĩ lại biết hách khải thích con gái vì sao lại thở phào thế này ta càng khổ rồi hách khải liền hỏi cô gái này giọng nói nghe quen tai quá cô gái rốt cuộc cô là ai vậy cô ta đáp ta là tiểu tây bạn gái của lâm hùng cầu xin anh hãy cứu lâm hùng anh ấy sắp chết rồi hách khải hoảng hốt trước câu nói của tiểu tây xong tiểu tây kể hết mọi chuyện cho hách khải nghe chân tướng sự thật khiến người ta kinh ngạc một tuần trước lâm hùng nhẹ bé nhận ra việc buôn lậu bổ ma đơn đã đắc tội hứa ra võ học thế gia. lo cả bang phái sẽ bị trả thù quyết không liên lụy ta nên mới nghĩ ra kế hoạch cố ý xa cách những điều ta nghe được bên ngoài cửa sổ đêm hôm đó chỉ là một vở kịch mà cậu ta và tiểu tây diễn còn thằng ngu ta lại không mảy may nghi ngờ hiện giờ hứa ra triển khai vây quét cửu giai nhiều bang phái có thế lực đều bị tiêu diệt lâm hùng bị hứa văn bắt đi đến giờ không rõ sống chết trung tâm cửu giai lúc này là khung cảnh thiêu rụi đổ nát cùng với những tiếng khóc than của mọi người con ơi hách khải liền hỏi tiểu tây sao lại thê thảm như vậy cô ấy buồn bà đáp hứa văn đó vì che đậy chân tướng giết người đã phóng hỏa đốt cả quảng trường ngay cả người thân bạn bè của nhân viên bang phái cũng không thể tránh khỏi nếu không phải lâm hùng đánh ta hai bạc tai có lẽ ta cũng đã đợi đã tiểu tây chợt kéo lâm hùng lại và nói với cậu ấy phía trước chính là biệt viện của hứa gia ta nghi lâm hùng bị nhốt ở đây nhưng mà người của hứa gia võ công cao cường chắc còn có cao thủ nội lực cảnh nhất định phải cẩn thận yên tâm đi ta sẽ cứu được người ra mà không kinh động thủ vệ lúc này bên trong biệt viện hứa gia đám thuộc hạ đang đi tuần nghiêm ngặt nên để những bang phái khác đến tham quan một chút xem thử kết cục khi đắc tội hứa gia ta hách khải đã lẻn được vào trong và đang quan sát từ bên trên chỗ này chắc là nhà giam rồi hách khải chớp lấy thời cơ đám thuộc hạ vừa đi qua liền nhảy xuống và nhanh chóng đột nhập vào nhà giam vừa đẩy cửa ra thì một mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mũi hách khải mùi máu tanh nồng quá nhìn các phòng giam đầu tiên những người ở đây bị giết đều rất tàn nhẫn hách khải hớt hãi lo lắng chạy vào sâu bên trong tìm kiếm lâm hùng rốt cuộc lâm hùng ở đâu chứ bỗng hách khải bất ngờ và dừng trước một phòng giam bên trong chính là lâm hùng cậu ta đang bị trói cả hai tay treo lên cao đợi ta ta sẽ thả cậu xuống ngay hách khải chụp lấy một cây dìu cạnh đó và nhảy lên chém đứt những sợi xích thả lâm hùng xuống hách khải vội đỡ lấy lâm hùng và hỏi huynh đệ cậu không sao chứ thì lâm hùng lúc này có lẽ đã không còn sống để trả lời hách khải được nữa rồi hách khải thất kinh hét lên không không thể nào lâm hùng cậu mau tỉnh lại đi lâm hùng hách khải suy sụp khóc lóc những giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên mí mắt của hách khải đáng ghét nếu lúc đầu ta tin tưởng cậu dù là hỏi thêm một câu thì đã không ta à, là thằng khốn hách khải tức giận đấm thẳng tay xuống nền nhà giam khiến nó vỡ tan lâm hùng chết rồi hơn nữa là bị hành hạ tàn nhẫn đến chết còn ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy ta chỉ biết điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là khiến hung thủ đã hại chết cậu ấy trả lại gấp trăm ngàn lần hách khải bước những bước chân nặng trĩu của mình bế lâm hùng đi ra ngoài bầu trời lúc này cũng phần nộ giống như tâm trạng của hách khải lúc này những tia xét cũng đã nổi lên trên bầu trời đám thuộc hạ bên ngoài chợt giật bắn người thì thấy một tên bị đánh bay ra từ bên trong nhà giam là kẻ nào lại dám gây sự ở hứa gia ta báo tên đi người đâu trong lốc khói bụi mịt mờ đó hách khải mang lâm hùng đi ra và đặt cậu ta sang một bên hách khải ánh mắt đầy sắc khí nhìn bọn chúng lớn tiếng quát hứa văn hứa ra đi chết hết cho ta đám thuộc hạ hứa ra cầm vũ khí lao lên tấn công hách khải tiểu tử thối chớ ngông cuồng thì rất nhanh sau đó cả tay và cả cổ của bọn chúng đều bị vặn ngược nhanh như chớp hách khải đã giết gọn từng tên thuộc hạ của hứa ra khiến bọn chúng còn chưa kịp nhận ra một đám phế vật như này làm sao giết được ta lúc này sau lưng của hách khải xuất hiện một cặp chùy khổng lồ một tên to con đã vung chùy lên cao và đang bổ xuống hách khải cái đùng hắn ta đánh xuống chấn động bên dưới khói bụi mịt mờ lúc khói bụi đó bắt đầu dần dần tan đi thì hắn ta ngạc nhiên khi nhận ra lâm hung đã đứng yên né đầu ra và dùng vai của mình để đỡ lấy đòn vừa rồi cùng ánh mắt sắt lạnh ngoảnh mặt lại vẫn có kẻ chán sống sao được được thôi ha 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 tên điên Hùng lao đến trong vô thức cứ như một con quỷ đã mất đi nhân tính tàn sát mọi thứ mà nó nhìn thấy trước mắt chết cho ta lúc này tên hứa văn đi đến đám thuộc hạ liền bẩm báo thiếu ra là ở đây cút ra một lũ ăn hại nhìn khung cảnh trước mắt mình hứa văn bất ngờ đây bên trong thì sắc của đám thuộc hạ hứa ra nằm giải rác đầy đất và hách khải cứ như một con quỷ khát máu đứng đó hiên ngang một tên thuộc tài lanh đi lên trước quát thứ hạ tiện ngươi hứa thiếu gia ở đây còn không khoanh tay chịu trói hách khải lạnh lùng quay mặt lại nhìn hứa thiếu gia là hứa văn sao nộp mạng đi hách khải cầm đao trên tay lao nhanh tới về phía hứa văn anh ta vung đao chém tới làm cho đám thuộc hạ sững sốt còn chưa kịp nhận ra nhưng hứa văn đã biến mất từ lúc nào người đâu rồi đang ngơ ngác thì từ lúc nào hứa văn đã một đao đâm xuyên người hách khải từ đằng sau bốn thiếu gia là chuẩn nội lực cảnh chỉ một tên dân thường cũng muốn tìm ta báo thù sao kiếp sau đi hứa văn rút mạnh đao ra và đạp mạnh hách khải văng ra xa thiếu gia ngài không sao chứ hừ tên gà lãng phí thời gian của bổn thiếu gia tìm người xử lý hiện trường đang chuẩn bị rời đi thì hách khải đã đưa tay chụp lấy chân hắn ta lại hứa văn quay mặt lại sĩ nhục hách khải vẫn chưa chết thứ gây tởm hứa văn đâm liên tục lên người hách khải hắn ta thích thú chết đi chết đi hách khải dần dần mắt đã dần nhắm lại anh ta cố nhìn người anh em lâm hùng đã mất của mình lần cuối bầu trời gầm thét lên như phần nộ đổ xuống bên dưới một cơn mưa những giọt mưa như hòa tan cùng với máu của đám người hứa ra và hách khải hứa văn ra lệnh cho đám thuộc hạ ngươi đem hắn và xác của lâm hùng cho chó ăn mà thôi loại rác rưởi này không xứng cho chó của ta ăn ngài nói đúng đang đắc ý vô tình tên thuộc hạ ngoảnh mặt lại nhìn thì hốt hoảng khi thấy hách khải đã ngồi dậy hắn ta hốt hoảng á à, ma thương thiên đây là quái vật gì thế đây sao có thể hách khải từ từ đứng lên thân ta chúng 13 đao gãy sáu cái xương sườn gãy tay, nội tạng chảy máu, khắp người ta từ trên xuống dưới, mỗi một bắp thịt đều đau như xé. Nhưng đường đường là nan nhi trên đời, dù có chết, ta cũng tuyệt đối không quỳ gối trước số phận. Dù ngươi là thế gia quyền quý, hay là ông trời đi nữa, thù này ta chắc chắn phải báo. Ha ha ha. Cơ thể của Hách Khải lúc này tỏa ra một luồng khí tức hắc ám cực kỳ tà ác. Đám người hứa ra kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đó. Quái vật, là quái vật. Không, chỉ một tên côn đồ. Sao có thể? Có một loại cảnh giới có thể hấp thụ năng lượng trời đất vào cơ thể dịch cân kinh mắc cấp level 10, cấp nhân vật level 5. Kết hợp thể xác đã được rèn luyện đến mức cao nhất, hóa thành năng lượng hoàn toàn mới vượt xa người bình thường. Nó được gọi là nội lực cảnh. Cơ thể của Hách Khải bộc phát ra một cổ sức mạnh khủng khiếp. Anh ta hét lớn lên bầu trời, sinh mệnh nhân 10 lần, sức mạnh nhân 10, tốc độ nhân 10. Cổ uy áp đáng sợ đó chiếu thẳng lên bầu trời, sóng xung kích tạo ra xung quanh khiến bọn người hứa ra phải văng ra khiếp sợ. Hứa Văn lúc này tái xanh mặt mày, thật sự là nội lực cảnh. Nguy rồi, nếu không mau chạy sẽ chết. Song hắn quay đầu chạy thục mạng, cản hắn lại cho ta thiếu thiếu ra. hách phong đưa nắm đấm của mình về sau và bắt đầu dồn lực sao nào chưa đánh xong đã muốn chạy đừng hòng hách khải đấm thẳng tới trước một luồng sóng xung kích uy lực vô hình lao xoáy cả đất về phía hứa văn đánh bay hắn lên trên hách khải nhanh như chớp lao tới gần hắn ta thứ ngươi nợ lâm hùng cứ ở đây trả lại tất cả đi hách khải dùng hai tay đấm liên hoàn đấm vào hứa văn sau đó hắn sử dụng sát kỹ la hán quyền áo nghĩa la hán thập bát thủ đấm mạnh xuống khiến cho hứa văn lún xuống đất hứa văn chết ngay tại chỗ bỗng sau lưng hách khải có tiếng nói tới chàng trai ngươi làm quá tay rồi hách khải ngơ ngác ngoảnh mặt lại thì thấy có một tên nào đó đang đứng trên nóc nhà liền hỏi ai đấy thì hắn ta đáp xuống trước mặt hách khải hắn ta chính là hứa chính đạo đại lão gia của hứa gia ông ta nói với hách khải lão phu là hứa chính đạo thằng con của ta được ngươi chăm sóc rồi đấy ông đến cứu con trai à e là muộn rồi không tại hạ có rất nhiều người con nói dõi hứa văn là đứa vô dụng nhất ngươi giết nó cũng xem như giải quyết phiền muộn cho ta có điều đương đương là hứa ra lại để một tên oát con vừa đột phá nội lực cảnh tàn sát, chuyện này truyền ra ngoài. Ta nào còn mặt mũi. Hứa Chính Đạo đưa tay về sau rút thanh đại kiếm của mình ra. Vì vậy, chỉ đành mời ngươi biến mất thôi. Ông ta cầm đại kiếm lao đến tấn công Hách Khải. Từ khí tức cho thấy, ông ta nhất định cũng là một vị cường giả nội lực cảnh hơn nữa, nội lực thâm hậu hơn mình, không thể xem thường. Hứa Chính Đạo vung kiếm chém ngang qua nhưng cũng may Hách Khải đã kịp thời né được. Nhanh quá. Bỗng từ thanh đại kiếm đó lại xuất hiện thêm một thanh nữa hứa chính đạo đưa nhanh tay còn lại ra cầm lấy thanh đại kiếm kia và vung ngược ra sau chém trúng tay của hách khải gì đến cách sử dụng nội lực cũng không biết cũng xứng là nội lực cảnh đúng thật ta không chiếm ưu thế về kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng không phải không có mẹo để thắng lại nào hách khải đưa nắm đấm lao lên đối chiến với ông ta hứa chính đạo cắm thẳng thanh đại kiếm xuống dưới chắn cú đấm của hách phong phí sức vô ích trong hệ thống của hách khải có một kỹ năng tổ hợp khi chưa thức tập hợp khí đến một mức độ nhất định la hán quyền đánh ra sẽ biến thành bát nhã quyền bát nhã quyền có thể bất chấp tất cả phòng ngự gây ra sát thương tấn công thật lúc này rồi mà còn phân tâm ông ta chấp hai thanh đại kiếm lại và bắt đầu dùng tuyệt chiêu múa quạt của khá bảnh ông ta quay hai thanh kiếm như trong chóng tạo ra một luồng sức mạnh khủng khiếp khí của hách phong lúc này đã đạt được đỉnh điểm 100 trên một anh ta dùng bàn tay trưởng lực đánh tới bát nhã quyền thanh đại kiếm của hứa chính đạo bị vỡ vụn sau đòn tấn công của hách khải ông ta ngạc nhiên sững sốt nội lực ngưng khí hóa hình đây là võ công của nội khí cảnh hách khải trưởng la hán quyền đánh văng hứa chính đạo bay xa ra cả trăm mét lúc khói bụi bắt đầu tan đi thì cũng là lúc hứa chính đạo bắt đầu dần dần ngã xuống sao có thể ông ta đã chính thức bị đánh bại bởi hách khải trời bắt đầu xua tan mây dần hách khải nhìn xa xăm lên bầu trời huynh đệ hôm nay ta báo thủ cho cậu rồi xong hách khải cùng tiểu tây chôn cất lâm hùng tiểu tây đưa cho hách khải một chiếc hộp và nói đây là di vật của lâm hùng anh ấy từng nhờ ta giao cho anh cảm ơn hách khải mở chiếc hộp ấy ra thì bên trong có một chiếc la bàn này cho cậu xem một món đồ tốt đây là bảo bối duy nhất mà cha ta để lại cho ta nghe nói ông ấy là thành viên của võ đoàn đi qua rất nhiều nơi trên thế giới ta không thể thua ông ấy được ta nghĩ kỹ rồi đợi sau khi cậu tốt nghiệp rồi gia nhập võ đoàn chúng ta sẽ xuất phát từ đây trước tiên là đi du dịch hết các nước lam hải sau đó đi tàu hơi nước băng qua lam hải ha ha nghĩ thôi đã thấy phấn khích huynh đệ hiện giờ nội lực của ta đã thành ước mơ của cậu ta thay cậu thực hiện hách khải lần này đắc tội hứa ra chắc chắn sẽ bị bọn họ trả thù ta đã mua vé tàu hỏa chuyến gần nhất đến danh quốc anh cũng đi cùng đi không cô đi với ta chỉ càng nguy hiểm mau đi đi chúng ta chia nhau hành động ừm vậy bảo trọng hai người chia tay nhau nhưng khi vừa quay đi hách khải liền lấy tay che miệng của mình lại hách khải đã bị trọng thương sau cuộc đại chiến đó quả nhiên mình vốn đã nội thương vẫn là không thể chịu được phản phệ mà bát nhã quyền mang lại khi cưỡng ép sử dụng đau quá mắt hách khải bắt đầu mờ dần và cậu ta dần dần ngã gục xuống mình sắp chết rồi ư không lâu sau trong tìm thức của mình anh nghe thấy có người gọi tên mình hách khải hách khải thì ra đó chính là giọng nói của tô thi yên Hách Khải, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, may quá. Tô Thi Yên sao, là cô ấy cứu mình. Tuy đã tỉnh lại, nhưng nội thương vẫn chưa khỏi nên mình chỉ có thể ở lại nhà họ Tô dưỡng thương. May mà có sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Tô Thi Yên, vết thương của ta hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Sáng hôm sau, Hách Khải mơ màng tỉnh lại thì bất ngờ khi thấy Tô Thi Yên ngủ thiếp đi trên người của mình. Lại mệt đến mức ngủ quên rồi sao? Đúng là làm khó cô ấy rồi. Hách Khải nhẹ nhàng bước ra khỏi giường và đặt Thi Yên nằm xuống. Cảm ơn cô, ngủ một giấc thật ngon đi. Hách Khải nhìn Tô Thi Yên thầm nghĩ, vốn tưởng rằng sau khi lâm hùng ra đi, đời này sẽ không còn ai quan tâm đến sống chết của mình. không ngờ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa như cô ấy lại tự tay nấu thuốc làm cơm cho thằng nhóc nghèo mình, còn ngày đêm không ngừng quan tâm chăm sóc. Nếu võ giả háo thắng, hóa ra cũng có một mặt dịu dàng. thì ra tô thi yên đã tỉnh giấc nhưng lại không mở mắt ra. cô ta đang đỏ mặt ngượng ngùng. a à, áp sát quá rồi lẽ nào anh ta muốn? a à, căng thẳng quá. cảm nhận được khách Khải đang áp sát về phía mình, tô thi yên trong lòng lúc này. anh, anh hôn nhanh lên. khách khải nhẹ nhàng đưa tay ra hất tóc cô ấy sang một bên hai đều tại mình khiến cô ấy quá vất vả tóc cũng không có thời gian trải đang thân mật thì khứa tam thúc đẩy mạnh cửa vào cái rầm quát cậu đang làm gì đấy tam thúc giận đến xì khói tuyệt đối không thể tha cho mi xong ông ta đập cho hách khải một trận ra trò một lát sau mặt mày của hách khải bây giờ đã sưng u sưng cục lên hết rồi tô thi yên lúc này xin lỗi cậu ta xin lỗi hách khải vốn vết thương của anh đã sắp khỏi rồi kết quả tam thúc cũng nói xin lỗi lão phu nhất thời không nhịn được hừ tam thúc là đồ ngốc tam thúc như xét đánh ngang tay. bị thi yên ghét bỏ rồi không muốn sống nữa hách Hải chen ngang nói với hai người họ không không sao vẫn phải cảm ơn mọi người đã cứu ta khụ lần này đến chủ yếu là vì có chuyện muốn bàn bạc với cậu tam thúc lấy tờ báo đặt lên trên bàn trên đó có ghi thiếu niên nội lực cảnh họ hách tắm máu biệt viện nhà họ hứa là nhân tính vận vẹo hay đạo đức suy đồi chuyện cậu đánh chết cha con nhà họ hứa năm hôm trước đã truyền khắp cả nước cộng hòa lam cảnh tô thi yên tức giận cây cú cầm tờ báo lên xem đám phóng viên này quá vô trách nhiệm rõ ràng là hứa văn giết người phóng hỏa trước tuy nhà họ hứa bị trừng phạt đúng tội nhưng rất nhiều người vẫn bị che mắt giờ tên tuổi thân phận cậu đã bại lộ vô cùng nguy hiểm cho dù có thể tạm thời ở ẩn tại nhà họ tô ta nhưng tiếp theo thì sao cậu có dự tính gì chưa hách khải trầm ngâm nói ta đã hứa với huynh đệ mình sẽ thành lập võ đoàn đi du lịch khắp thế giới cho dù giờ chỉ còn một mình ta chuyến du lịch này ta cũng vẫn sẽ đi còn về đám người muốn khiêu khích ta cứ việc đến ta đã là nội lực cảnh còn sợ bọn họ chắc nhóc con không tệ có chi khí Hừ, đừng nghĩ nội lực cảnh là ghê sớm lắm, Bồn tiểu thư sớm muộn gì cũng đánh bại anh." Hách Hải vui vẻ nói. "Được, ta sẽ đợi." Anh ta thẩm nghĩ, "Nếu mình mời cô ấy đồng hành, liệu cô ấy có đồng ý không nhỉ?" Hách Hải vội vàng đi ra tập luyện sau khi khỏe lại. Hôm nay cơ thể đã hồi phục được 7 phần, là lúc tu luyện chút võ công mới nào. Mở bảng hệ thống lên. Hỗn Nguyên công có thể tu luyện, hồi phục thể lực mỗi hiệp. La Hán phục ma công có thể tu luyện, hồi phục sinh mệnh mỗi hiệp. Thần chiếu kinh chưa mở khóa, sống lại một lần." Hách Hải thích thú ấy từ từ mình không nhìn nhầm chứ còn có nội công có thể sống lại gì mà nghịch thiên vậy tiếc là giờ vẫn chưa mở khóa vậy thì cài cái thực dụng nhất trước đã hách khải ấn chọn dòng la hán phục ma công có thể tu luyện hồi phục sinh mệnh mỗi hiệp đã luyện được cấp một la hán phục ma công tốc độ liền vết thương nhân hai còn về ngoại công thiên la địa võng trưởng có thể tu luyện lúc tấn công trái buộc đối thủ bắp khinh công tiêu giao du quyền pháp có thể tu luyện biến hóa linh hoạt đánh úp bất ngờ giáng long thập bát trưởng chưa mở khóa ế thiên hạ đệ nhất thiên la địa võng trưởng này không tệ tấn công cao hơn la hán quyền còn bắp khinh công hiện giờ thứ mình thiếu nhất là thân pháp chiến đấu tốt chính là nó hách khải chọn vào tu luyện thiên la địa võng trưởng đã luyện được cấp một thiên la địa võng trưởng tấn công cộng 300, thân pháp cộng 70. hách khải nhắm mắt lại và hấp thụ những công pháp từ hệ thống truyền thẳng vào đầu mình nháy mắt lĩnh ngộ được hai loại võ công bật hách đúng là sướng vãi ha 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 bỗng tô thi yên đem đồ ăn đến thấy cậu ta đứng cười như thằng nghiện liền nghĩ trời má hách khải bị tam thúc đánh ngu người rồi à chuyển cảnh sang thủ đô lam ảnh quốc ảnh đô tin mới 100%. Tình báo hữu lực cho biết đối tượng hiểm nghi quan trọng cho vụ thảm án này. Hách Khải đã thức tỉnh nội lực cảnh, trình độ võ học rất cao, vô cùng nguy hiểm. Bên trong văn phòng nguyên thủ, hiện giờ cả nước đều đang thảo luận về Hách Khải này. Người đàn ông này chính là nguyên thủ của Lam Ảnh Quốc. Ông ta hỏi vị tư lệnh bên dưới, "Tư lệnh, ông thấy thế nào?" Tổng tư lệnh quân đội Lam Ảnh đáp, "Báo cáo nguyên thủ, Hách Khải là tân nội lực cảnh, lần này báo thủ nhà họ hứa là ân oán cá nhân, không phải nhắm vào chính phủ và giới quý tộc, có lẽ sẽ không tạo thành uy hiếp." bộ võ đạo lam ảnh quốc bộ trưởng cũng nói nguyên thủ xin hãy cho phép tại hạ bổ sung cường giả nội lực cảnh rất khó bị giết trừ phi dùng vũ khí hạng nặng hoặc nhiều nội lực cảnh giáp công hách khải này không chỉ là nội lực cảnh trẻ nhất trong lịch sử lam ảnh quốc còn có thể dựa vào sức của một mình mình giết hết nội lực cảnh lão làng của họ hứa có thể thấy thực lực của cậu ta rất đáng sợ nếu xác định cậu ta là đối tượng tình nghi quá trình truy bắt tất sẽ phí rất nhiều công sức đúng là người như thế nếu có thể lôi kéo góp sức cho đất nước tất nhiên càng tốt chỉ là phía họ hứa sau trận này nhà họ hứa tổn thất lớn chắc chắn sẽ không phản đối với quyết định của đất nước nguyên thủ yên tâm thuộc hạ sẽ xử lý cẩn thận rất tốt tiếp theo việc thử thách sẽ do bộ võ đạo sắp xếp theo quy tắc cũ đó một tên lính đi theo nói với bộ trưởng bộ võ đạo bộ trưởng về thử thách cho hách khải ông ta vỗ vai cười nói hề hề đi thông báo cho đám già đó lại có thịt béo dâng lên cửa rồi chuyển cảnh về phía của hách khải thì sau 10 ngày dưỡng thương ở nhà họ tô cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục nội lực cũng có bước tiến lớn thành thạo võ công mới la hán phục ma công level 3, Thiên La Địa Võng trưởng level năm. Truyền thông tiết lộ vụ tham ô vô cùng lớn của cha con họ Hứa, buôn lậu thuốc cấm, giết hại, hủy thi phóng hỏa. Sau khi các tội ác bị bại lộ còn mưu đồ giết nhân chúng. Do đó giết họ không chỉ vô tội mà còn là lập công. Cứ thế, chuyến phiêu lưu thế giới của mình cũng không còn bị ngăn cản nữa. Chạm đầu tiên, đến thủ đô ảnh đô của Lam Ảnh Quốc đăng ký võ đoàn, bắt đầu nhận nhiệm vụ gom vốn cho chuyến hành trình này. Trước khi đi, còn một việc cuối cùng, Hách hải hẹn Tô Thi Yên ra sau hậu viện nhà họ Tô. Cô ta thắc mắc hỏi, Hách Khải, hẹn ta ra có chuyện gì sao? Hách Khải ngoảnh mặt lại điềm tình nói, Thi Yên, ta sắp đi chu du thế giới rồi, cô có đồng ý đi cùng ta không? ể sao, sao đột nhiên lại hỏi thế? Vì ta, ta thích em. Nghe Hách Khải nói Tô Thi Yên đỏ mặt, anh, anh ta đang tỏ tình sao? Hách Khải nói tiếp, không giấu gì em, sau khi Lâm Hùng mất, em là ràng buộc duy nhất của ta ở Lam Ảnh Quốc. Đời người ngắn ngủi, ta chỉ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Ta thích em, đây chính là tấm lòng của ta. Tô Thi Yên xúc động vội quay mặt ra sau vì không muốn cho Hách Khải nhìn thấy mình khóc. Em, em không sao chứ? Cụ Cụ, không sao. Cảm ơn lời mời của anh. Nhưng rất xin lỗi, ta vẫn còn sứ mệnh của gia tộc, không thể theo anh được. Hách Khải buồn thúi ruột. Ê ê ê có cần phải thất vọng thế không? Kiểm soát biểu cảm chút đi. Xong anh ta liền quay mặt lại bước đi. Không sao, ta hiểu rồi, em cũng sớm quay về đi ngủ đi. Bỗng Tô Thi Yên chạy đến và ôm chầm lấy Hách Khải từ phía sau. Ta tin, rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngủ ngon. Thi Yên khóc sức mất bỏ chạy vào trong. Sáng sớm hôm sau, Hách Khải đứng trước cửa nhà họ Tô chào tạm biệt Tam Thúc. Mấy ngày nay đã làm phiền rồi, giờ ta sẽ tới thủ đô. Tam Thúc mang theo một chiếc túi lớn và đưa cho cậu ta. Cầm đi, đây là lương thực Thi Yên chuẩn bị cho cậu. Cũng không biết đứa nhóc này nghĩ thế nào, cứ phải luyện kiếm vào lúc này. Không sao, thay ta cảm ơn cô ấy. Sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của nhà họ Tô. Xong Hách Khải lên đường. Tô Thi Yên đang lặng lẽ nhìn cậu ta bước đi từ đằng sau. Hách Hải, đợi ta, ta nhất định sẽ đuổi kịp anh. Không lâu sau, Hách Khải đã đến được bến tàu. Mọi người ở đây đang rất nhộn nhịp, Mười tấm vé pha cuối cùng đến Lâm Thủy. Cậu nhóc đi đâu đấy, chỗ anh có vé này. Wow, nhộn nhịp thật đấy. Hách Khải tới lấy một tờ giấy hướng dẫn xuất hành ra đọc thử, để mình nghiên cứu xem. Tàu hỏa có nhiều chuyến nhất, có thể thưởng thức phong cảnh núi non ven đường. Tàu biển với tàu hỏa tốc độ gần như nhau, nhưng hoạt động giải trí trên tàu biển rất đa dạng. Phi thuyền có tốc độ nhanh nhất, còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Nên chọn cái nào đây? Nhưng mà vấn đề là mình chả mua nổi cái nào hết, trời má hách khải cây cú ném tờ hướng dẫn xuống đất Nghèo khổ hạn chế khả năng hành động của mình phiền não có tiền không liên quan đến mình bỗng có một khứa nào từ xa đi tới vỗ vai nói cậu nhóc có phải là không mua được vé tàu không hách khải ngưng ác ơ ờ, sao anh biết vừa nhìn kiểu trang phục quê mùa của cậu là biết định đi thủ đô làm công rồi anh đây có cửa có thể cho cậu lên tàu biển làm khuân vác cầm tấm vé đặc biệt này là có thể lên thuyền đương nhiên cần đưa anh 100 tệ phí giới thiệu thấy hách Hải khóc lóc thì hắn ta dáng bảo không có 100 tệ thì 50 tệ cũng được một lát sau trước một con tàu sắp khởi hành mọi người đều xếp hàng chờ soát vé tàu biển số hiệu mặt lệ đến ảnh tri quốc sắp khởi hành mời các du khách không đi khoang hạng nhất soát vé lên tàu người tiếp theo qua wow, hoành tráng quá hách khải đưa vé cho người soát vé và đang cảm thán chiếc thuyền anh hách đáng kính anh không cần xếp hàng mời theo tôi qua bên này hách khải vẫn chưa hiểu quần què gì đang diễn ra thì cũng đi theo tên nhân viên này vào bên trong đi theo sau hách khải thắc mắc thầm nhủ vòng tới vòng lui đường của nhân viên sao đang áo ngơ thì hắn ta mở rèm ra Khung cảnh trang trọng bên trong khiến Hách Khải ngạc nhiên. Tên nhân viên nói tiếp: "Anh Hách, chào mừng đến với khu khách quý, chúc anh có chuyến đi vui vẻ." Khu khách quý sao? Hách Khải xoa xoa đầu chả hiểu gì. "Hả, vụ gì đây? Không phải mình đến để đốt lò hơi à?" Một cô nhân viên đi đến nói với cậu ta. "Đây là sâm banh cao cấp, mời dùng." Cô nhân viên đó giải thích. "Là thế này, có một vị khách đã nâng vé của anh lên cấp bậc cao nhất ở khoang hạng nhất. Giá vé 330.000, Hách Khải đang uống sâm banh nghe xong thì phun ra mỡ luôn. "Trời điệu đây là đại gia nào mua vé cho mình vậy?" từ từ lẽ nào là cô ấy tô thi yên sủng phu cùng ma sao kệ đi cần gì biết đấy là ai hưởng thụ hiện tại mới là quan trọng nhất hách khải ngồi hưởng thụ đồ ăn cùng với sân banh thượng hạng trên khoang khách vip hóa ra cuộc sống của người có tiền cũng là chân chất không xa hoa nhưng cũng không khô khan hôm nay hành trình hành hiệp thiên hạ của hách khải cuối cùng cũng bắt đầu mang theo ước mơ của huynh đệ lên đường thôi các vi khách quý tàu jasmine đã khởi hành đích đến ảnh đô hệ thống hiện lên dòng thông báo đã mở khóa bản đồ nước cộng hòa lam ảnh Hách Khải vui mừng mở bản đồ hệ thống ra xem. Qua quào, quào, cuối cùng cũng mở bản đồ rồi. Háo hức ghê. Bỗng Hách Hải va phải một ả à nữ nhân. Cậu ta liền xin lỗi. Cô ta tức giận quay mặt lại quát. Ây da, mày là ai thế bộ đồ dơ của mày quay trúng áo lông thú giá 100 vạn của tao rồi. Loại người hạ đẳng này sao cũng xếp vào sảnh khách quý thế. Buồn nôn chết đi được. Miệng mồm sạch sẽ chút đi, mà con trồn lên người nên xảo quyệt như vậy à. Cô ta quay sang nói với người chồng to con đứng kế bên. Chồng ơi, anh mau đến đây. Thằng khốn này bắt nạt em, anh phải dạy dỗ nó cho em tên này vung nắm đấm định đấm hách khải nhưng lại bị bàn tay của ai đó ngăn lại đó là một người đàn ông tóc tím ông ta nghiêm túc nói nội lực cảnh trẻ nhất lam ảnh quốc mà cũng dám động mấy người mất kiên nhẫn rồi hai người hốt hoảng gì chứ thẳng nhóc này hắn chính là tên điên khát máu đã giết cha con hứa ra trên báo cường giả nội lực cảnh hách mỗ tên điên khát máu hách mỗ người thật tên tóc tím đi tới và nói với hách khải hách khải nghe danh đã lâu cuối cùng cũng gặp được cậu rồi hách khải ngưng ngác chú biết ta sao không trả lời gì ông ta trực tiếp dùng tay đẩy văng hách khải văng ra phía mạn thuyền này mắc gì tự nhiên động thủ người này là nội lực cảnh hơn nữa rất mạnh ông ta không nói năng gì trực tiếp dùng nắm đấm lao lên tấn công cậu ta thôi xong sơ ý rồi lẽ nào mới xuất phát đã phải kết thúc ở đây ư ừ? ông ta dừng lại và nói cậu thân là nội lực cảnh lại hoàn toàn không biết điều khiển nội lực ngưng tụ nội lực vào tâm trí có thể nâng cao đáng kể sức mạnh phản ứng suy nghĩ ngược lại ngưng tụ nội lực vào cơ thể có thể cường hóa tốc độ thể chất tránh được chiêu này của ta vốn dễ như trở bàn tay ngưng tụ nội lực thì ra là vậy. Nhưng mà, rốt cuộc ông chú là ai thế?" Ông ta đáp, "Kẻ hèn này là quan thử thách nội lực cảnh do Lam Ảnh quốc ủy nhiệm, đặc biệt đến để thử thách cậu." Hách Khải thắc mắc, "Hả, thử thách nội lực cảnh vậy cụ thể là thử thách gì?" Ông ta giải thích, "Cái gọi là thử thách cũng đơn giản thôi, hiện tại nước ta có tổng cộng 42 vị cường giả nội lực cảnh, lần lượt do thế gia phái ra một người, quốc gia phái một người, sau đó trong tản nhân lại phái thêm một người, ba người lần lượt đến tìm Tiểu Hữu tiến hành tỷ thí. Chỉ cần Tiểu Hữu có thể thắng trong ba người tỷ thí, là xem như thông qua thử thách." chỉ cần nội lực cảnh vượt qua thử thách mới có thể nhận được sự công nhận của quốc gia hưởng đãi ngộ quý tộc và có được tư cách thành lập võ đoàn còn ta chính là quan thử thách đại diện cho môn phái thế gia hách hải nghe nói thế máu chiến liền nổi lên vậy tốt quá hiếm khi có cơ hội tỉ thí với nội lực cảnh mời xuất chiêu ha ha vừa nói dứt câu thì ăn ngay một cú đấm ngay bụng đau điếng hách hải bị đánh bay ngược về sau khá xa nhanh quá hoàn toàn không phản ứng kịp ông ta nhanh như chớp lao đến hách hải thấy thế liền ngưng tụ nội lực về đại não nếu ông ta không lừa mình ngưng tụ nội lực vào đại não thử quả nhiên sau khi ngưng tự nội lực vào đầu thị giác càng thêm nhạy bén cảnh tượng nhìn thấy cứ như chậm lại 10 lần nhưng mà theo cách này cơ thể lại không thể di chuyển đồng bộ với suy nghĩ dường như tốc độ cũng trở nên chậm hơn đúng rồi có lẽ cùng một đạo lý ngưng tụ nội lực vào chân hách hải dậm mạnh chân xuống đất và nhảy vút lên cao hách hải cười thích thú ha ha lực nhảy này cứ như siêu nhân quá đã đang quá đã thì rơi tự do xuống sấp mặt luôn hành khách bên dưới hốt hoảng chạy táng loạn đó là gì thế chạy mau tóm lại không phải con người lúc này ông ta nhảy lên trên khá lắm nhanh như vậy đã lĩnh hội được cách dùng nội lực có điều sức mạnh điều khiển cùi bắp này của cậu còn non lắm ông ta vung nắm đấm đầy uy lực lao đến hách khải cũng dùng một đấm la hán quyền toàn lực đấm so găng với ông ta nhưng tay của hách khải nhanh chóng bị đánh văng ra sau đó là liên hoàn những đòn tấn công của ông ta khiến hách khải chống đỡ xíu míu tốc độ tấn công của ông ta quá nhanh hoàn toàn không kịp chuyển đổi bộ vị cường hóa nội lực đây chính là sức mạnh điều khiển của thứ được gọi là nội lực ông ta nhanh như chớp đã vùng ra sau lưng và đấm thẳng tới ngay mặt hách khải từ lúc nào hách khải bị đấm văng thẳng vào mạn thuyền loại sức mạnh và tốc độ này hoàn toàn là chiêu anti mà ông ta muốn giết mình bỗng khuôn mặt của hách khải thất thần sao có thể trước mặt của cậu ta bây giờ là một mảng màu tối đen ôi hết thấy được rồi à thật không ủng công ta dùng nội lực tấn công dồn dập vào thần kinh thị giác của cậu hách khải ngơ ngác hoảng hốt nhưng mà vì sao chứ ông chú đây không phải tỷ võ à ông ta lạnh lùng đáp đúng là tỷ võ nhưng mà ta quên nói với cậu trận tỷ thí này bị ta đánh chết cũng xem như thua ông ta dùng đấm toàn lực lao lên hách khải không thấy gì chỉ đành suy nghĩ trước khi hồi phục thị lực mình nhất định phải tránh được đòn tấn công của đối phương chắc chắn còn có cách khác đúng rồi mình có thể cảm nhận tình hình trong cơ thể thông qua nội lực vậy nếu khuếch tán nội lực ra ngoài cơ thể thì sẽ thế nào nội lực hữu chất vô hình có thể khuếch tán và ngưng tụ hách khải bắt đầu ngưng tụ và dần dần khuếch tán nội lực cuồn cuộn ra bên ngoài cuối cùng hách khải cũng cảm ứng được hình ảnh ông ta tấn công tới trong màn đêm trước mặt hách khải liền né cái nhẹ sang một bên tránh được đòn tấn công của ông ta sao có thể chứ tốt lắm tuy đã tiêu hao lượng nội lực nhất định nhưng có thể cảm nhận được đại khái tình hình xung quanh phòng thủ tại chỗ dù thân pháp chú tốt lẽ nào ta đứng xoay quanh tại chỗ mà vẫn chậm hơn chú sao hách khải đưa tay ra đỡ cú đấm của ông ta sau đó lại né được đòn tấn công từ phía sau lưng chính là lúc này hách Hải dậm chân xuống nhảy lên trên và sử dụng thiên la địa võng trưởng đánh thẳng xuống thiên la địa võng trưởng quyền pháp nhập môn của phái cổ mộ có thể dựa vào chuyển động của bàn tay khiến con chim trong tay không bay ra được tựa như một tấm lưới trời ông ta bị khóa chặt trong tấm lưới thiên la địa võng của hách khải cậu ta lập tức đánh mạnh xuống sau lưng ông ta một vụ nổ chấn động diễn ra khiến cho lớp nền bên dưới phòng vip muốn nứt vỡ sao thế mọi người chạy ra bên ngoài hóng hớt ngạc nhiên oh my god nội lực cảnh người này cũng mạnh quá đấy chứ ông ta bên dưới cười thích thú ha 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 xong đứng lên nói rất tốt trận tỷ thí này ta thua rồi hách khải cảm tạ ông ta ta biết thực lực của ông chú hơn ta chỉ tiếc là ngài khinh địch rồi là kiếm khách lại dùng quyền pháp để đấu với ta ngài nhường rồi trận thử thách đầu tiên thắng tuổi trở có triển vọng tiểu huynh đệ uy vũ thì ra người đàn ông tóc tím này chính là cha của tô thi yên tô viễn tộc trưởng của tô gia ông ta hình như đã bị nội thương sau cuộc chiến vừa rồi được đấy nhóc con không hổ là người mà con gái ta nhìn chúng dám chiếm tiện nghi của con gái bảo bối của ta tuy vô cùng khó chịu nhưng nếu lỡ thật sự phế cậu thi yên đau lòng thì phải làm sao hai người làm cha như ta đâu có dễ dàng gì bỗng sau lưng tô viễn xuất hiện một cô gái lạ mặt tô trưởng lão lâu rồi không gặp cô cũng tới rồi thằng nhóc hách khải này thế nào ha không ngờ đời này ta vẫn có thể gặp được thiên tài như cậu ta người như vậy chỉ cần không chết sau cùng thậm chí còn có hy vọng trở thành cường giả nội khí cảnh tô viễn nhìn xa xăm ai mấy lão già chúng ta cũng nên nhường lại sân khấu của thời đại cho bọn chúng rồi trở vào trong thì hách khải đói bụng liền ăn quá trời đồ ăn Ờ, đồ ăn của người có tiền ngon vãi ra hoàn toàn không ngừng được trước mặt hách khải lúc này có một cặp đôi đang nói chuyện hừ muốn cưới ta bằng một viên kim cương đồ đàn ông vô dụng bảo bảo đừng giận ba căn biệt thự của cha ta cũng cho nàng tất bỗng cô gái này thấy hách khải liền sáp sáp chạy tới gần tiểu ca ta có thể ngồi đây không bảo bảo hách khải đang ăn khí thế thì mặt ngơ ngác chấm hỏi nhìn cô ta em gái sinh thế song bỗng từ đâu xuất hiện ra một bầy gái sinh chạy lạch cạch rầm rầm về phía hách khải hò reo anh ấy ở đó tiểu huynh đệ trận đấu vừa nãy thật sự lợi hại nếu có cơ hội mong được chỉ dạy đôi chút xin chào câu chúa của danh quốc bọn ta muốn mời anh đi uống ly rượu đây là điểm tâm người ta tự tay làm mong anh đừng chê cười Hách Khải đỏ hết cả mặt khi được gái bu kín xung quanh. Hạnh phúc đến quá nhanh, khiến ta trở tay không kịp. Các chàng trai bên ngoài thấy cảnh đó thì ghen tị khóc không ra nước mắt. Tối hôm đó, sau khi tạm biệt các em gậy thì Hách Khải mang mớ quà về phòng. Phù, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. Hách Khải đẩy cửa bước vào trong. Phòng của cậu ta chính là phòng tổng thống của khu khách quý. Lăn lộn cả ngày, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật ngon rồi. Ờ, ai vậy? Hách Khải giật bắn người khi thấy có khứa nào đang nằm trên giường của mình. Là một cô gái tóc vàng sexy mặt gợi đòn, cô ta nói với hách khải tiểu ca nội lực cảnh để người ta đợi lâu quá đi à hách khải thẹn thùng đỏ hết mặt cô cô đây 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 cô ta bò tới mặt gợi đòn nói từ lúc nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của tiểu ca mạn lộ hưng phấn khôn nguôi đừng ngại mà mạn lộ kéo hách khải nằm thẳng xuống giường đợi đợi đã cô muốn làm gì cô ta ngồi thẳng lên chân của hách khải quyến rũ nói đương nhiên là muốn làm chuyện ta thích làm chị đây sẽ từ từ thỏa mãn cậu nghe nói cường giả nội lực cảnh có thể ngưng tụ nội lực vào bộ vị nào đó của cơ thể để ta xem thử có thật hay không hách khải cố vùng dậy đẩy cô ta nằm ngửa ra sau đụng mạn lộ thích thú dô kích thích vậy sao nhưng hách khải đã nhảy ra khỏi giường mặt gút boy nói xin lỗi ta không phải loại người đó mời cô đi cho từ chối ta vậy thì ta sẽ giận đấy mạn lộ lấy ra chiếc roi ra và vung thẳng tới khóa chặt cổ của hách khải lại anh ta bất ngờ gì chứ nội lực cảnh mạn lộ lao tới đẩy thẳng hách khải tông thẳng vào tường nhưng bức tường cũng không thể chịu nổi sức mạnh của cô ta mà vỡ tung ra sau mạn lộ kéo hách khải đi như kéo một bịch rác vậy cô ta chính là mạn lộ quan thử thách nội lực cảnh đến thử thách hách khải ta là mạn lộ bộ trưởng đặc cần của lam ảnh quốc phụ trách trận thử thách thứ hai chủ yếu là kiểm tra phẩm đức và học thức của cậu hách khải lo lắng thầm nghĩ hai sớm biết cô ta là quan thử thách sẽ không nhích nhác như vậy mạn lộ nói tiếp phẩm đức à không dao động trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ta cứ xem như cậu thông qua đi kiểm tra học thức cũng rất đơn giản chỉ cần trả lời đúng ba câu hỏi của ta hách khải vui mừng chỉ có ba câu sao Mạn Lộ đứng lên quất thẳng roi ra xuống đất cái chát. Ta cho cậu nói chuyện chưa? Ta sai rồi hu hu. Muốn làm bé ngoan, chỉ cần trả lời đúng hết mới có thể thông qua ải này, nếu không sẽ bị phạt đấy. Câu thứ nhất, hãy kể vài loại cảnh giới tu luyện của con người và phân biệt nó. Hách Khải trả lời câu đầu tiên. Ồm, đầu tiên là người bình thường, sau đó là võ giả, tổ chức cơ thể và vận dụng võ học của võ giả đều hơn người bình thường khoảng 30%. Tiếp theo là nội lực cảnh, sức mạnh, tốc độ, thể chất đều tăng lên đáng kể, có thể nhẹ nhàng đánh lui cả ngàn người. Lên tiếp nửa chính là nội khí cảnh. Tiêu chí của nội khí cảnh là nội lực từ vô hình hóa hữu hình, có thể chạm vào được. Khi tấn công, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể lan rộng ra xung quanh hàng trăm mét. Như nhân vật như vậy, nước ta không có lấy một người. Nghe nói cả vùng Lam Hải chỉ có nước Cộng Hòa Thiết Sơn và Bách Thảo Quốc, mỗi nước một người. Nội khí cảnh đi lên nữa thì ta không rõ. Mạn lộ nói tiếp, trên nội khí cảnh là chân khí cảnh, có điều đó cũng chỉ là lời đồn. Câu này xem như cậu trả lời đúng. Câu thứ hai, nêu nguồn gốc của võ đoàn. Hách Hải vui mừng nghĩ thầm, ngon ngon, lại là một câu tặng điểm. Mình đã nghiên cứu từ lâu song hách khải trả lời câu thứ hai mới đầu tầng lớp thống trị cũng chính là cường giả nội lực cảnh phát hiện tự mình tu luyện thì rất khó để thăng cấp lên ngoài nước chảy chậm đá mài chắc ra chỉ có hai cách một là có được công pháp phù hợp với nội khí cảnh hai là có được thiên tài địa bảo có thể nâng cao nội lực đáng kể vậy để có được những thứ này nhanh hơn võ đoàn thám hiểm thế giới đã thành lập ngoài cách võ đoàn tự mình tìm kiếm cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ của các nước kiếm tiền hoa hồng đúng thế nghe nói vị quan thử thách thứ ba chính là một đoàn trưởng của võ đoàn tiếp nhận nhiệm vụ của lam ảnh quốc là thử thách cậu vậy cậu có biết kết cấu của võ đoàn là gì không chủ chốt của võ đoàn là nội lực cảnh sau đó chắc chắn có những võ giả khác bác sĩ đan sư học giả địa lý học giả ngôn ngữ và phong tục tập quán thương nhân tóm lại mà nói chính là một đoàn quân viễn trinh quy mô nhỏ có thể tính đến các loại tình huống gặp phải trên đường đi mạn lộ vỗ tay vui mừng quào quào kiến thức ít ai quan tâm như vậy cũng biết cậu quả là một tiểu thiên tài hách hải được khen nở mũi bốc phét hề 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 ai bảo ta là học bá chi mạn lộ hỏi tiếp câu hỏi thứ ba câu thứ ba hãy trả lời vì sao lam ảnh quốc lại có truyền thống thử thách nội lực cảnh hách khải nghe xong câu hỏi thì đứng mợ nó hình cái cái gì hôm nay là lần đầu mình nghe loại chuyện thử thách này luôn á mạn lộ hỏi tiếp sao nào học bá không trả lời được à ta à, để ta nghĩ hách khải nhớ về những chuyện trước đây đã diễn ra và chợt nhận ra được điều gì đó mình hiểu rồi xong hách khải trả lời câu hỏi thứ ba thử thách này trông như kiểm tra thực ra có rất nhiều ý nghĩa sâu xa Đầu tiên, nếu đối mặt với cường giả nội lực cảnh trong dân thường nhưng chỉ mặc kệ không quản hoặc tiến hành đàn áp đơn giản, vậy quốc gia này sớm đã bị hủy rồi. Câu trả lời của Hách Khải khiến Mạn Lộ ngạc nhiên. "Ồ, sao lại nói vậy?" Hách Khải nói tiếp, "Tầng lớp thống trị có tài phú và tài nguyên, có nhiều khả năng trở thành nội lực cảnh, nhưng tổng dân số thì sao? Số lượng dân thường là gấp trăm ngàn lần, trong dân thường xuất hiện nhiều nội lực cảnh có thể xé tan tầng lớp thống trị dễ dàng. Vậy chiến lược duy nhất không phải đàn áp nội lực cảnh, mà là lôi kéo nội lực cảnh để nó bước vào xã hội thượng lưu." đây có lẽ là mục đích thật sự của thử thách ta nói đúng không mạn lộ rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi lâu thì đưa tay thẳng vào trong áo ngực mà rút ra một khẩu súng lục và chĩa thẳng vào mặt hách khải má ơi mạn lộ bóp có cái đùng những ánh sáng và dây chúc mừng bắn ra chúc mừng cậu trả lời đúng rồi trận thử thách thứ hai thắng mạn lộ kéo hách khải úp mặt thẳng vào hai quả bưởi năm roi của mình thích thú nói với cậu ta tiểu ca ưu tú như vậy có muốn cân nhắc việc đến đội đặc cần bọn ta tận lực phục vụ cho quốc gia không tỷ tỷ nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu hách khải đỏ mặt ấp úng đáp xin lỗi ta không định ở lại lam ảnh quốc kế hoạch của ta là thành lập võ đoàn đi du lịch các nơi gì nhạt nhẽo nhưng mà không sao ra nước ngoài cũng xem như gia uy cho lam ảnh quốc ta à phải rồi mạn lộ lấy ra một phong thư đưa cho hách khải cái này là quốc gia gửi cho người thông quan thử thách tầng 2. sau khi xuống tàu hãng mở nó hách khải cầm phong thư trên tay lo lắng ồ cảm ơn mỏng như vậy sẽ là gì đây sau đó con tàu đã dừng lại tại ảnh đô vịnh bô gia các hành khách thân mến chuyến tàu lần này đã đến trạm cuối ảnh đô mời các vị chuẩn bị sẵn sàng để xuống tàu hách khải háo hức mang ba lô bước xuống qua wow, không hổ danh là thủ đô trình độ phát triển sắp đuổi kịp trái đất rồi điểu oa đi rồi đi rồi lam cung viên hữu viên điểm oa chọn gói 8 cảnh tham quan ánh đô chỉ cần 998 tiền tâm động thì hành động đi nào ông cụ đến du lịch à hách khải cầm phong thư ra lo lắng hai tuy rất muốn đi một lần nhưng túi tiền không cho phép xem thử thư quốc gia gửi trước đã bên trong có một tờ chi phiếu được gửi cho hách phong hở đây là chi phiếu Hách Hải cầm tờ chi phiếu đó ra và quan sát. 10, trăm, nghìn, vạn, 100 triệu sao. Hách Hải đi đến ngân hàng trung ương Lam Ảnh, Ảnh đô, thủ đô của Lam Ảnh quốc. Thật, thật sự là 100 triệu sao? Đúng vậy, đây là chi phiếu chuyên thuộc chính phủ, có thể lãnh tiền mặt ở bất kỳ ngân hàng nào. Nhân viên ngân hàng cầm thẻ của Hách Hải toát hết cả mồ hôi hột. 100 triệu đồng Lam Ảnh nếu đổi thành đồng vàng thông dụng trên thế giới, trọng lượng khoảng nửa tấn, đề nghị ngài nên rút từng đợt. Hách tiên sinh có thể được quốc gia xem trọng như vậy, phải là nhân vật lớn cỡ nào đây? cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ là thử thách nội lực cảnh, bọn họ cứ nằng nặc tặng chút tiền tiêu vặt. Có tiền thật sự còn hạnh phúc hơn lấy vợ nữa. Hách Khải tính leo lên chiếc xe bên ngoài thì nhân viên liền nhắc nhở. "Hách tiên sinh, đường Võ Hồn cấm xe cộ lưu thông, ngài dọc theo con đường này tiếp tục đi thẳng vào trong là có thể tìm được điểm đăng ký võ đoàn rồi. Được, cảm ơn." Hách Khải đi thẳng một mạch đến đường Võ Hồn. Nghe nói cơ quan chứng nhận võ đoàn này tên là Liên minh nhân loại. Nhiệm vụ cung cấp cho võ đoàn đều có thù lao trên chục triệu, nghĩ thôi đã thấy phê rồi. Bỗng Hách Khải thất thần dừng lại. "Chuyện gì thế?" cảm giác như bị ánh mắt lạnh băng của rắn lướt qua da tràn đầy ác ý là linh cảm sao hách khải đưa mắt nhìn lên trên thì phát hiện ra những đốm sáng kỳ lạ bên trên các tòa nhà thì có các tên lính đánh thuê đang mai phục xác nhận mục tiêu không có phòng bị cẩn thận chút đừng lơ là đối phương là nội lực cảnh điều này ai cũng biết ha ha chính vì nội lực cảnh nên mới thú vị đoàn lính đánh thuê trường thương chúng ta chưa giết cường giả nội lực cảnh bao giờ ta thật không tin thân xác máu thịt có thể chống lại loại súng bắn tỉa đặc chế trên tay chúng ta hành động ngay lập tức một tên bóp cò, viên đạn đang lao nhanh về phía Hách Khải. Cậu ta lập tức phát sát ra ngay và ngưng tụ nội lực vào não bộ. Lúc này tốc độ phản ứng kinh người đã giúp Hách Khải nhẹ nhàng né sang một bên. "Tránh, tránh được rồi." "Sao có thể? Tìm thấy ngươi rồi." Hách Khải lao nhanh một mạch về tên bắn tỉa phía trên này. Hắn ta hốt hoảng bắn loạn xạ, "Đi chết đi." Hách Khải nhanh như những tia chớp thoát ẩn thoát hiện tránh các viên đạn và lao nhanh đến hắn ta. Và tặng cho hắn một cú đấm trực tiếp vào bụng. Tên lính bắn tỉa bị đẩy văng đi một khoảng khá xa, phía sau vẫn còn mai phục ha ha không ngờ phải không lúc này vô số những khẩu súng đang chĩa thẳng về phía hách khải tên lính bắn tỉa trên này đang ngắm thì bị một vật gì đó bay thẳng vào đầu xỉu ngang mấy người bị lộ cả rồi hách khải trên tay cầm những viên đá vừa né vừa xác định mục tiêu rồi ném bọn chúng đang đưa tay về sau chuẩn bị ném tiếp thì từ phía xa kia có bóng dáng của một tên nào đó đang dương cung ngắm thẳng cậu ta ha ha ngươi còn quá non tên sát thủ đánh thuê này thả cung ra một mũi tên xoắn hình chữ 10 lao cực nhanh tới và đâm xuyên không phải của hách khải xé toạt các da thịt cậu ta hách khải đau đớn nằm gục xuống ám tiễn sao sao có thể hoàn toàn không cảm ứng được vết thương không chỉ đau còn có cảm giác tê liệt mình trúng độc rồi tên sát thủ đánh thuê này nhảy thoăn thoát đáp xuống bên dưới trước mặt hách khải hắn ta chính là vương điêu 108 tuổi là quan thử thách nội lực cảnh ông ta nói tại hạ vương điêu đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê trường thương tiếp nhận thử thách người thủ đoạn thâm độc chưa thức chí mạng nhưng lại không giết người ngay lập tức hách khải thắc mắc hỏi ông ta nói đi mục đích thật sự của ông là gì ông ta đáp nhưng mà ngươi vẫn còn một cơ hội khi đó ngươi sử dụng trường pháp nội khí cảnh chiến đấu với hứa gia Do bí tích ra ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống hách khải đau đớn thầm nhủ phổi phải của mình đã bị đâm xuyên còn có kịch độc không thể chiến đấu thậm chí có thể chết thanh máu của hách khải liên tục bị giảm xuống đây là trạng thái lâm nguy ngộ tính cộng 100. trăm hách khải ôm vết thương đang chảy máu của mình lại ha à, có cách rồi xong anh ta đứng lên hiên ngang sĩ nhục chọc tức ông ta tên đần không có chút ý thức bản quyền ông mặt nạ naruto là thứ ông có thể mang à có tin anh đây búng tay một cái là tiêu diệt được ông không vương điêu cay cú dám đít mặt nạ bảo bối của ta ta sẽ tiễn ngươi lên tây thiên ông ta dương cung bắn thẳng về phía hách khải hách khải vui vẻ chờ đón đến đây mũi tên đâm thẳng ngực hách khải văng ra gì chứ hoàn toàn không né tránh hai mắt của hách khải lúc này bỗng phát sáng lên mãnh liệt giá trị sinh mạng về không kích hoạt thần chiếu kinh hệ thống thức hải của hách khải hiện lên trạng thái lâm nguy ngộ tính cộng 100. trăm hỗn nguyên công có thể tu luyện hồi phục thể lực mỗi hiệp Quyền pháp tự do du có thể tu luyện, biến hóa linh động, tấn công bất ngờ, thần chiếu kinh có thể tu luyện, hồi sinh một lần, có thể tu hành vũ công mới, thành công lựa chọn thần chiếu kinh. Giá sử dụng thần chiếu kinh là giảm sinh mạng, giảm sức mạnh, giảm tiềm năng tổng cộng 10 điểm. Xem ra hồi sinh là có cái giá, cần phải giảm điểm thuộc tính cơ bản của mình. Tuổi thọ của cường giả nội lực cảnh vốn dài hơn người bình thường, nhưng nếu giảm sức mạnh, trước mắt sẽ rất nguy hiểm, vậy thì sinh mạng trừ 10, chọn giá thành công, kích hoạt thần chiếu kinh. Vương điêu lúc này đi đến lục soát cơ thể của Hách khải rắc rối rồi lẽ nào cậu ta không để bí tịch trên người song bất ngờ hách khải bật dậy đấm thẳng mặt ông ta một phát sợ đủ chưa nhịn ông lâu rồi đấy ngươi rõ ràng người đã tắt thở sao có thể hách Hải bồi thêm cho ông ta một đạp đánh văng ông ta bay ra xa máu độc trên người của hách khải lúc này cũng được đẩy ra ngoài hồi phục nhanh thật hệ thống hiện lên thông báo phục hồi đầy máu đầy khí tăng cường toàn bộ trạng thái loại bỏ trạng thái tiêu cực hách Hải vui vẻ ha ha hồi sinh phê vãi vô địch rồi vương điêu lúc này nhảy lên tiểu tử thối ngươi tưởng như vậy là kết thúc rồi à gì vừa nãy ra tay nhẹ quá không xử được ông ta vương điều thi triển sát kỹ bàn thạch trưởng một bàn tay uy lực khổng lồ hiện lên phía sau ông ta không tìm được bí tịch thì thôi vậy nhiệm vụ ám sát của hứa ra dù sao cũng phải hoàn thành như vậy chuyến này mới không lỗ hách hải toát mồ hôi hột đây cảm giác áp bức mạnh quá dù phải giết một ngàn lần ngươi cũng phải chết cho ta ông ta giam hách Hải vào một không gian hình vuông và bay xung quanh với tốc độ cực nhanh động tác này rất quen là muốn nhốt mình tại chỗ ư tụ khí bát nhã trưởng xong rồi nhưng với tốc độ này của ông ta rất khó để đánh chúng nếu đã như vậy hách khải đưa tay của mình xuống dưới và đánh lên thiên la địa võng trưởng vương điêu vẫn đang đắt ý ha 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 ngươi không theo kịp tốc độ của ta làm gì chết đi ông ta vòng ra sau và dồn trưởng lực đánh tới nhưng lại chúng phải một lớp màn chắn vương điêu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra hừ thiên la địa võng trước đó của ta là để bao quanh chính mình như vậy bất kể ông tấn công từ phía nào thiên la địa võng đều có thể giảm chậm hành động của ông hơn nữa còn có thể khiến ta cảm ứng trước thế công còn bây giờ là lúc phản kích rồi. Hách Khải chụp đôi bàn tay của mình lại. Thiên La Địa Võng, Bát Nhã Trưởng. Bàn tay của Thiên La Địa Võng khổng lồ chụp lấy tường bàn thạch của Vương Điêu. Một vụ nổ chấn động trời đất xảy ra. Chính giữa không gian giao đấu của Hách Khải và Vương Điêu hình thành một vòng tròn bát quái. Hách Khải chính thức xin nhẹ một cánh tay của ông ta. Ông ta lúc này thương tích đầy người. Sao, sao có thể, ta lại. Cơ thể Vương Điêu nổ tung. Hách Khải đứng ngầu lòi. Trận thử thách thứ ba, ta thắng rồi. Bỗng tòa nhà của Hách Khải đang đứng nứt ra làm hai, Hách Khải theo đó rơi xuống, không phải chứ, nữa hả? Sáng hôm sau, Hách Khải đến điểm đăng ký vũ đoàn của Liên minh nhân loại. Quản lý trong đó quát, đã nói bao nhiêu lần, đừng đập phá nhà ở đường võ hồn giữa ban ngày ban mặt. Công nhân mấy người đúng là không có ý thức. Hách Khải mặt ngơ ngác bụi đất đầy mình nói, ta không có. Còn ngụy biện. Có một người đàn ông bên trong đi ra thắc mắc hỏi sao thế thì ông ta há hốc mồm hoảng hốt khi thấy Hách Khải. Cậu ta là thiếu niên thiên tài nội lực cảnh, Hách Khải. Tên quản lý ngoảnh mặt lại. Cậu xem, lãnh đạo cũng tức hộc máu luôn rồi. Lãnh đạo tức đấm cho tên quản lý một phát là bị cậu chọc tức đấy, tên ngốc. Xong ông ông ta mời Hách Khải ngồi vào bàn nói chuyện. Xin lỗi, cấp dưới của ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong Hách Khải đại nhân bỏ qua. Không sao, ta quen rồi. Ông ta lấy ra tờ giúp đăng ký thành lập võ đoàn và đưa cho Hách Khải. Từ lâu đã nghe đại nhân có ý thành lập võ đoàn, hiện đã thông qua thử thách, chỉ cần điền vào mẫu đăng ký này, liền có thể thành lập võ đoàn. Nội dung không có gì khác. Một là tên của võ đoàn, để tiện lưu truyền ở các nước trên thế giới. Hai là tính chất của võ đoàn. Tính chất quyết định mục tiêu chủ yếu của võ đoàn một đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ ám sát chiến đấu trực diện hai di tích cổ đại khai quật và tìm kiếm di tích cổ lịch sử ba thiên tài địa bảo thẩm định và tìm kiếm khoáng thạch thảo dược quý hiếm bốn quái thú mãnh cầm truy tìm và giết mãnh thú cấp truyền thuyết song hách khải suy nghĩ một hồi nói tên của võ đoàn gọi là võ đoàn ảo ảnh đi hì hì lựa chọn thứ hai à đánh giết vào quốc phòng không phải việc ta muốn làm xem ra cũng chỉ có mục ba này là khá phù hợp hách khải đánh dấu tích vào ba ô đó chính là di tích cổ đại thiên tài địa bảo và quái thú mãnh cầm điền xong rồi Xong hách khải đưa tờ đăng ý cho lãnh đạo chúc mừng đại nhân đăng ký võ đoàn thành công dễ vậy sao uy danh của hách khải đại nhân có ai không biết có thể đăng ký võ đoàn ở lam ảnh quốc ta là vinh hạnh to lớn của bọn ta lãnh đạo thầm nhớ lại nếu không làm tốt kiểu gì cũng bị mạn lộ trách phạt sấp mặt võ đoàn của hách khải nhất định phải được thông qua nếu không ta sẽ khiến ông sống không bằng chết vâng bộ trưởng mạn lộ sau xuôi ông ta đưa cho hách khải một tấm thẻ đây là giấy chứng nhận võ đoàn của ngài giấy chứng nhận võ đoàn không chỉ có thể miễn phí tận hưởng giao thông công cộng, ưu đãi 90% từ các quán ăn Michelin. Tích hợp hạn mức tín dụng 300 triệu, có thể gửi và rút tiền mặt bất kỳ ở bất cứ ngân hàng nào trên toàn thế giới. Còn có thể tiến vào khu vực và quốc gia có lệnh cấm, nhận được sự trợ giúp từ liên minh nhân loại ở địa phương. Mình như này là nhận được thẻ đen ngân hàng, hộ chiếu vạn năng, thẻ xe buýt, mỹ đoàn vip phiên bản vô địch mà. Nhân sinh cuối cùng cũng viên mãn rồi. Hách Khải bây giờ chính thức là đoàn trưởng võ đoàn ảo ảnh. Cậu ta thích thú, đã sẵn sàng nói đi, bảng nhiệm vụ ở đâu? Bảng nhiệm vụ hiện lên, một trường săn bắn lam ảnh săn 6 con tê giác hung cấp nhiệm vụ cấp e phần thưởng 30 triệu 2. bảo tàng nhất kiếm tìm được kiếm của trang di tích rừng nhiệm vụ cấp d phần thưởng 80 triệu 3. thử thách nội lực cảnh mới của danh quốc cấp nhiệm vụ d phần thưởng 100 triệu 4. bách thảo quốc lấy được sừng của một con tuyết vực thanh thú nhiệm vụ cấp c phần thưởng 200 triệu 5. hải thiên quốc diệt trừ tập đoàn cướp biển bóng của lam hải nhiệm vụ cấp a phần thưởng 1 tỷ 6. nhiệm vụ ẩn tìm được thú khổng lồ thương lam trong lam hải nhiệm vụ cấp 55, phần thưởng chưa biết Hách Khải ngạc nhiên. Gì chứ, thử thách nội lực cảnh được thưởng 100 triệu tiền này dễ kiếm vậy trời. Ha ha, trong nhiệm vụ võ đoàn, 100 triệu là rất thấp. Nhiệm vụ cuối kia sao lại có màu xám thế? Lãnh đạo mở chi tiết nhiệm vụ. Mô tả nhiệm vụ, cấp sĩ số. Tìm thú khổng lồ Thương Lam đang ẩn nấp dưới đáy Lam Hải. Điều kiện nhiệm vụ: Tìm được vị trí của thú khổng lồ Thương Lam, tìm được thành phố đã mất tích mặc biệt mặc biệt điều khiển thú khổng lồ Thương Lam. Độ khó nhiệm vụ: Cấp 55 tạm chưa có người sống sót trở về. Phần thưởng nhiệm vụ: Chưa biết nhiệm vụ cấp a trở lên quá nguy hiểm thông thường chỉ có võ đoàn do nộ khí cảnh dẫn rất mới có thể hoàn thành vì vậy bị liệt vào nhiệm vụ ẩn hách hải mặt sáng rỡ ồ quao thương lam này không lẽ chính là thú khổng lồ thương lam amon hd trong truyền thuyết nó thật sự tồn tại ư ừ. đúng thế thú khổng lồ thương lam amon hd là một con quái thú thượng cổ trong lam hải lớn bằng một tiểu quốc nghìn năm trước từng có người chọc tức thương lam khiến nó nuốt cả thành phố vào bụng nhưng từ đó trở đi mỗi trăm năm sẽ có những người tự xưng là người còn sống sót của thành phố này xuất hiện bọn họ dùng lượng lớn thiên tài địa bảo để đổi vật tư sau đó biến mất ở vực sâu của lam hải thế nên người ta truyền nhau rằng thành phố này không hề biến mất nó vẫn được lưu lại trong bụng của thương lam thành phố này tên mạc biệt mạc biệt là ngôn ngữ của nền văn minh sa mạc ở bờ tây của lam hải có nghĩa là chân châu chân châu tìm được thương lam thì rất có khả năng tìm được thành phố đã mất này nhận được lượng tài phú không thể tưởng tượng hách hải thích thú nói thú khổng lồ thương lam amon hát thành phố biến ảo mạc biệt mạc biệt đây là điều mà ta hướng đến từ khi còn nhỏ đấy quyết định rồi nó chính là mục tiêu nhỏ đầu tiên của võ đoàn vậy bây giờ mấy nhiệm vụ này con nít mới chọn ta chọn hết hách khải chọn nhận tất cả nhiệm vụ lãnh đạo sững sốt quát đời heo gì vậy xong hách khải liền lên đường làm nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành trường sân bắn lam ảnh săn 6 con tê giác hung cấp nhiệm vụ cấp e phần thưởng 30 triệu cộng 30 triệu vàng nhiệm vụ thứ hai hoàn thành bảo tàng nhất kiếm tìm được kiếm bàn cổ trong rừng di tích nhiệm vụ cấp d phần thưởng tám triệu cộng tám triệu vàng nhiệm vụ thứ ba hoàn thành thử thách nội lực cảnh mới của doanh quốc nhiệm vụ cấp d phần thưởng 100 triệu cộng 100 triệu vàng hệ thống của hách khải lúc này cấp nhân vật cấp 17 mở khóa bản đồ đông lam hải hừng hiện tại vẫn còn 3 nhiệm vụ này 4. bách thảo quốc lấy được sừng của một con tuyết vực thanh thú 5. hải thiên quốc diệt trừ tập đoàn cướp biển bóng của lam hải 6. nhiệm vụ ẩn tìm được thú khổng lồ thương lam trong lam hải vậy đầu tiên từ thành tín dương ở biên giới doanh quốc ngôi tàu hỏa đi về phía bắc đến điểm nhiệm vụ ở bách thảo quốc sau đó đến hải thiên quốc quốc gia hàng hải lớn nhất lam hải nói không chừng có thể tìm được tàu biển đang tìm thú khổng lồ thương lam ở đó song hách khải khởi hành lên đường đến doanh quốc ga tàu ở thành tín dương chuyến tàu đến hải thiên quốc sẽ khởi hành sau 10 phút nữa mời các hành khách đã mua vé chuẩn bị sẵn sàng xuất phát hách khải lúc này đã lên đoàn tàu quan cảnh số 1 ở toa khách vip một cô phục vụ mang đồ ăn lên cho hách khải xin chào tiên sinh đây là sâu cuộn rượu vang ngài đã gọi mời dùng có bất kỳ yêu cầu gì khác hãy gọi ta bất kể mọi lúc sâu hải quyền đặc sản danh quốc đắt hơn tôm hùm trên trái đất rất nhiều. Chỉ có toa khách VIP mới có thể gọi món này. Hách hải háo hức liền cầm con sâu lên, người thấy thơm phết, chắc cũng tựa tựa như ăn tôm hùm. Hi hi. Bỗng Hách Hải nghe tiếng cười khúc khích ở đâu đó, thì ra là của một cô nương tóc hồng dễ thương bên kia đang nhìn Hách Khải cười tủm tỉm. Hách Khải quê độ xoa đầu, "Hở, ta đang bị cười nhạo sao? Hai lúa trị giá 300 triệu." Cô nương kia xua xoa tay nói, "Xin, xin lỗi, ta không cố ý cười anh đâu, chỉ là, chỉ là cách ăn cái đó." không sao lần đầu ta ăn sâu hải quyền có thể cách gỡ không đúng mong cô nương chỉ ta được thôi cô nương này đi đến chỉ cách ăn cho hách hải anh xem nội tạng của sâu hải quyền này thật ra đều tập trung trên lưng vì vậy nên cắt từ phần bụng dưới của nó sẽ lộ ra phần thịt mềm tươi ngon nên ăn kèm với bơ chỉ có hạ đẳng chỉ có người không biết ăn mới mở từ phần vỏ trên lưng đừng hướng dẫn cách ăn mà miệng thì chảy hết nước dãi ra rồi hách hải nhìn làm cô ta đỏ mặt anh anh nhìn chằm chằm ta làm gì hách hải toát mồ hôi nước đã lấp lánh dữ vậy nếu cô muốn ăn, ta có thể gọi thêm một phần, không cần khách sáo. mặt cô nương này nghe Hách Khải nói thế thì sáng rỡ lấp lánh chảy nước dãi. một lát sau, Hách Khải đã gọi thêm rất nhiều đồ ăn lên để mời mọi người cùng ăn. thật ngại quá, đều tại em gái ham ăn của ta khiến Hách Huynh phải tốn tiền rồi. không sao, ta đi du lịch một mình, đang sầu vì không có ai uống rượu cùng ta đây. vậy tốt quá, ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Kiều, người Danh Quốc. lần này bọn ta đến Bách Thảo Quốc tham gia thi kỳ đầu vào của Đại học Y khoa Quốc lập. người bên cạnh chính là Lạc Vũ, nhị thiếu gia của Lạc gia còn cô nương tóc hồng này chính là lạc anh tam tiểu thư của lạc gia hách Hải mặt ngơ ngác chấm hỏi thì sao phú nhị đại mấy người không phải đều trực tiếp đi học à lạc vũ giải thích không đâu không đâu bách thảo quốc tuy nhỏ nhưng không đơn giản nghe nói thiên tài địa bảo giải rác khắp nơi trong núi đặc biệt thích hợp với võ giả tu luyện mà đại học y khoa quốc lập là viện y học hàng đầu có tiếng của lam hải từng trả ra một vị cường giả nội khí cảnh tuyển sinh lần này chỉ có 30 mươi danh ngạch bọn ta chẳng nhau vỡ đầu mới nhận được tư cách phỏng vấn không nói bọn ta nữa hách huynh là đang đi đâu thế nghe nói kỹ thuật hàng hải của Hải Thiên Quốc tốt nhất trong Lam Hải, vì vậy ta định trên đường du lịch đến đó xem thử. Gia tộc Hách huynh có liên quan đến nghề đóng tàu sao? Hải Thiên Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt về kỹ thuật đó. Với lĩnh vực hàng hải, nếu Hách huynh định mang kỹ thuật của Hải Thiên Quốc về gia tộc, vậy thì thật sự rất khó. Không phải không phải, ta không có gia tộc, chỉ là cô nhi thôi, lần này đi là vì ra biển tìm thú khổng lồ Thương Lam Amon HD. Một cô nhi lại có thể vào toa khách VIP sao? Không đùa đấy chứ. Thú khổng lồ Thương Lam, nó không phải truyền thuyết hư cấu ư? Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng bỗng có mấy khứa nào từ sau đi đến rô 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 đây chẳng phải là mấy con gà yếu ớt của lạc gia sao chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn thi đại học y khoa quốc lập sao vẫn nên nhường danh ngạch cho ta thì hơn hắn ta hất đổ hết đồ ăn trên bàn xuống đất người này tên là sơn điền kê thiếu gia của sơn điền gia lạc kiều tức giận quát sơn điền ngươi bỗng sơn điền kê thấy lạc anh dễ thương liền thích thú đi đến tiểu anh đúng là càng lớn càng xinh chi bằng đi theo ta cùng ta hưởng vinh hoa phú quý hách khải nắm lấy tay hắn tay gắt giọng nói vị huynh đệ này hôm nay ta không muốn mất hứng mong ngươi đừng gây sự người là tên ngu nào thế chẳng lẽ cũng muốn giành danh ngạch của thiếu gia ta là anh cay cú bớt tự đa tình dùng hách khải ca ca là nhà thám hiểm muốn đến hải thiên quốc tìm thú khổng lồ thương lam amon HD Mọi bọn người sơn điền kê ôm bụng cười phá lên ha 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 cười chết ta rồi thú khổng lồ thương lam đã được chứng thực là trò bịp từ lâu những truyền thuyết đó đều là mánh khóe mà thương nhân bịa ra để kiếm tiền thôi vị huynh đệ này có thể vào toa khách vip trong nhà chắc cũng là gia tộc lớn có danh tiếng đừng ở đây làm mất mặt gia tộc nữa Hách Hải đập bàn đi đến trước mặt hắn lớn tiếng nói: Thú khổng lồ Thương Lam không tồn tại, là ngươi đích thân điều tra tìm hiểu sao? Hai từng đi khảo sát thực địa, Sơn Điền kê lắp bắp nói lắp. Đây, đây không phải kiến thức cơ bản à? Rõ ràng là bị ảo tưởng. Ha, mắng người khác là kẻ ảo tưởng, chẳng qua là những góc cạnh bị xã hội san bằng, con người không còn ước mơ, chỉ biết lấy dáng vẻ cao cao tại thượng gia thuyết giáo. Chỉ cần có thể dập tắt nghị lực của người khác, biến họ thành kẻ tầm thường như mình, đây chính là sự thỏa mãn lớn nhất của con người. Ta nói đúng không? Ngươi. Còn nói thú khổng lồ Thương Lam không tồn tại, lại lấy lời đồn để khuyên bảo ta. Ta muốn hỏi, ngươi là cái thá gì? Ngươi ngươi ngươi, lại dám nói chuyện với ta như thế? Biết cha ta là ai không hả? Sơn Điền kê ra lệnh cho đám thuộc hạ, đánh cho ta, hôm nay thiếu gia ta không đánh cho ngươi răng rơi đẩy đất thì ta không phải họ Sơn Điền. Hai tên thuộc hạ háo hức lao lên nhưng thoáng chốc đã biến mất ngay trước mắt Sơn Điền kê. Hách Khải đã đưa một đạp đá văng hai tên thuộc hạ văng ra cửa sổ quá nhanh khiến Sơn Điền kê không kịp nhận ra. Hả? Ra tay hồi nào vậy? Lẽ nào là cường giả nội lực cảnh? sơn điền kê run rẩy lo sợ tiền tiền bối tha mạng là ta ngu muội ta có mắt như mù hách khải đi đến đặt tay lên vai sơn điền kê và nói ai dù sao ta cũng không phải ác ma sao nỡ lòng để cậu cách xa đồng bọn chứ hách khải ném hắn ra thẳng bên ngoài tàu cùng đồng bọn mọi người trong thuyền cảm thán mạnh quá đây là nội lực cảnh đó lần này hách huynh trượng nghĩa tương trợ tại hạ sẽ khắc ghi trong lòng không ngờ hách huynh mới chỉ 18 tuổi mà đã đạt nội lực cảnh quả là kỳ tài có một không hai he he đừng khách sáo hách khải cầm ra bàn lên tay hửm con tàu bắt đầu chuyển hướng rồi không sai là chỗ này hách khải cầm hành lý lên và tạm biệt mọi người lạc ra rất vui được làm quen với mọi người nhưng bây giờ ta tới trạm rồi phải tạm biệt thôi lạc anh thắc mắc hả à, nhưng tàu này vẫn chưa tới trạm mà hách khải tiến thẳng về hướng cửa sổ chư vị hẹn gặp lại xong hách khải nhảy thẳng xuống dưới và chạy một mạch sứ mệnh thế ra quy tắc xã hội đều không liên quan tới mình điều mình muốn làm chính là dành tự do với trời sở dĩ mình xuống xe giữa chừng là bởi vì tuyết vực thanh thú cần giết trong nhiệm vụ chỉ xuất hiện ở gần mấy ngọn núi tuyết phía tây nam bách thảo quốc thôi vượt núi tuyết vào bách thảo quốc ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng có thể tìm được thiên tài địa bảo nữa wow lần đầu tiên thấy núi tuyết thật là hùng vĩ không ngờ bách thảo quốc tuy nhỏ nhưng lại có nhiều cảnh quan thiên nhiên như thế còn có đủ loại sinh vật kỳ lạ chẳng lo thú hoàng đột kích di chuyển trong rừng và trên sườn núi cũng dễ dàng như trên đất bằng với nội lực cảnh thì việc sinh tồn ở nơi hoang dã là quá dễ dàng bối ra cũng phải bái mình làm thầy ha ha đang khoái chí thì nhìn xuống phát hiện đã kẹt trong đầm lầy rồi có một con cá sấu xuất hiện lên mày ở đâu chui lên vậy tính hôi của hả hừ chỉ là đầm lầy với dã thú cũng muốn làm khó bổn đại hiệp sao hách khải chắp hai tay lại nội lực tỏa ra xung quanh dưới chân hách khải xem tuyệt chiêu ta học từ dị dưới đây chakra à không nội lực phiêu phủ thuật dùng nội lực từ hai chân tỏa ra và hình thành một lớp màng mỏng để giảm áp lực xong hách khải chạy đi một mạch làm cá sấu dí theo sấp mặt lờ bắt ta đi ha 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 một lát sau hách khải đã đến được đỉnh núi cao nhất bách thảo quốc ai đi cả ngày cũng không thấy tuyết vực thanh thú trong sách sẽ không viết bậy chứ trong sách có viết hung thú tuyết vực thanh thú xuất hiện phía tây nam dãy núi bách thảo quốc ăn thịt ý thức lãnh thổ cực kỳ cao chà có điều đi tè trên đỉnh núi sảng khoái thật đang đi tè bỗng hách khải giật mình hửng cảm giác bị nhìn trộm quen thuộc này lẽ nào là ô thi hách khải ngoảnh mặt lại thì hét lớn á may chọn đúng lúc quá nhỉ đó là một con tuyết vực thanh thú vua của núi tuyết đánh dấu lãnh thổ và tìm bạn đời bằng nước tiểu tuyết vực thanh thú há miệng lớn và táp thẳng xuống hách khải đã nhảy sang một bên tránh đòn tấn công của nó đánh nhanh thắng nhanh đi nhiệm vụ cấp c tầm thường ta không thèm để trong mắt đâu hách khải vung đấm đưa tay về sau và đấm tới con tuyết vực yêu thú nội lực kinh khủng bộc phát ra khiến chiếc sừng của nó gãy đôi một vụ chấn động trên đỉnh núi tuyết diễn ra chiến đấu thắng lợi đã cộng sáu nghìn đạt được móng tuyết vực thanh thú đây là kết cục cho kẻ làm phiền nội lực cảnh đi tè song hách khải bất ngờ quay đầu lại thì hốt hoảng khi tuyết bắt đầu lở gì gì chứ những con sóng tuyết cuồn cuộn lao xuống bên dưới mẹ ơi, mới nãy dùng lực mạnh quá mà gây ra tuyết lở rồi. Hở, bên kia có người. Tốc độ người sao có thể nhanh hơn tuyết lở? Đây, lẽ nào là cao thủ tuyệt thế? Thanh niên bên dưới vừa chạy sấp mặt lờ vừa kêu cứu. Hầy, quả nhiên là ta nghĩ nhiều. Dù sao tuyết lở cũng do ta mà ra, chuyện bao đồng này không lo không được. Hách Khải lao nhanh xuống bên dưới. Chú em đừng hoảng, bổn đại hiệp đến đây. Tốc độ bàn thở của Hách Khải chạy vượt qua cơn tuyết lỡ lao nhanh về phía thanh niên bên dưới. Khứa này khóc lóc vừa chạy vừa la. Ta còn chưa biết yêu mà, đang hốt hoảng thì hách khải đáp thẳng xuống sau lưng cậu ta và đưa tay mình ra nắm cổ áo sau lưng kéo cậu ta hất mạnh bay lên trên đi đi tiểu lục xong tới hách khải ngạc nhiên hét lên khi thấy cơn tuyết lỡ cuồn cuộn đã ập tới rồi ủa đợi đã ta đâu có muốn xả thân cứu người không lâu sau đó thanh niên vừa nãy đang ngồi đào lớp tuyết dày đặt ra để cứu hách khải đại hiệp đại hiệp anh đừng chết mà tuyệt đối không được chết hách khải mở mắt ra cậu đừng chủ ẻo anh anh sẽ không chết anh tỉnh rồi tốt quá đi ha ha tại hạ trương hằng đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp thanh niên này chính là trương hằng 16 tuổi là thiếu niên hái thuốc ở bách thảo quốc tối đó bọn họ nghỉ chân trên đỉnh núi tuyết khi nãy và nướng thịt con tuyết hải thanh thú ăn nói như vậy cậu chạy đến vùng núi tuyết này là để thu thập thảo dược đúng rồi ta là sinh viên đại học y khoa quốc lập của bách thảo quốc lần này vốn là vì hoàn thành nhiệm vụ trường giao kết quả sau khi nhìn thấy đông trùng hạ thảo quý hiếm nhất thời phấn khích rồi đi xa quá phấn khích lạ lùng thật đấy à mau nếm thử thịt thanh thú nướng muối bông tuyết bằng công thức bí truyền của ta ăn kèm với tiêu và mật ong, ngon nhức nách luôn. Trương Hằng cắn thử một miếng thì ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cắn vào vừa giòn vừa mềm, ba dọi vừa phải. Tuyệt đối ngon hơn thịt bò trên trái đất gấp trăm lần. Cảm giác hạnh phúc tan chảy trong miệng cứ như đang dạo chơi trên không trung. Trương Hằng vui sướng đến rớt nước mắt. Ngon quá, quá ư là ngon. Không ngờ thanh thú cũng có chất lượng thịt ngon như vậy. Cậu cũng biết loại động vật này à? Ừm, đây là động vật cực hiếm trên núi tuyết, đời sau của thượng cổ thanh vân thú thuộc dã thú hung cấp nghe nói dùng máu và thịt của nó có tác dụng thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương hách khải nghe trương hằng nói thế thì phụt hết ra luôn sao tác dụng này giống mấy quảng cáo bán cao bôi da chó trên giang hồ thế thật ra ta ta quên công hiệu của thanh thú này rồi nhưng nghĩ lại ta luôn không thoát ra được loại thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương thì ra cũng là một tên học trà thảo nào có cảm giác vừa gặp đã thân cùng chung trí hướng hối tiếc vì không gặp sớm hơn đồng cảm chia sẻ với nhau đúng rồi vừa nãy cậu nói thanh thú này là dã thú hung cấp nghĩa là sao cái này là ta đọc được trên sách sinh học trên sinh vật bình thường tồn tại đã thú hung cấp như tuyết vực thanh thú hung thú có phòng ngự rất cao sức mạnh và tốc độ mạnh hơn rất nhiều so với chuẩn nội lực cảnh của con người trên hung thú là cuồng thú trong đó có một con mãng xà khổng lồ cuồng cấp được phát hiện ở bách thảo quốc vào 26 năm trước dài 172 trăm bảy mét sau võ đoàn nội lực cảnh hợp lực mới giết được nó xương sọ được trưng trong viện bảo tàng to bằng một căn nhà còn có xương của hai chiếc rừng trên cung cấp còn có dã thú bạo cấp nhưng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết của các nước ghi chép duy nhất về tận mắt nhìn thấy đồng thời chắc chắn là bạo cấp thậm chí là trên nữa chính là thú khổng lồ thương lam amon hd nuốt chừng cả thành phố trong lam hải Hách hải ngạc nhiên cậu cũng biết thú khổng lồ thương lam sao trương hằng vui vẻ đáp tất nhiên rồi từ nhỏ ta đã si mê những loài động thực vật thần kỳ hy vọng một ngày nào đó có thể đích thân nhìn thấy hết những loài chim quý thú hiếm thiên tài địa bảo đó chú em ta thích cậu rồi đó muốn làm gì thì cứ việc đi làm là được rồi anh biết không ở bên hắc hải có tổ tiên của vạn núi trong truyền thuyết cao đến 10 vạn tám nghìn mét nghe nói môi trường trên đỉnh núi tối đen như mực như nhìn thế giới này của chúng ta là một mảng tươi sáng kỳ diệu lắm phải không còn có huyền địa hồng liên trong truyền thuyết sinh trưởng ở đáy hồ dung nham sâu hàng triệu mét dưới lòng đất trong nhiệt độ cực cao còn nữa còn nữa hai người cùng nhau trò chuyện đến sáng mau nhìn kìa là bình minh ngày hôm đó ánh sáng vô tận đã xua tan nỗi chăn trở và lo lắng trong lòng dù sống hay chết chúng ta rồi cũng sẽ theo đuổi tất cả những gì chúng ta muốn chúng ta cuối cùng sẽ hiệp hành thiên hạ đi thôi đến xem thử thủ đô của bách thảo quốc hách khải chợt buồn suy nghĩ nói đi nói lại cảnh như này tình như này mà không đăng tít tóc được tiếc vãi linh hồn năm thứ sáu rời xa điện thoại nhớ nó chuyển cảnh về cộng hòa lam ảnh tô trạch thì tô thi yên đang nhớ về hách khải 33 ngày 1 giờ lẻ 23 phút kể từ khi Hách Khải rời đi, nhớ anh ấy. Nghe nói Hách Khải đã thành lập võ đoàn, đang lên kế hoạch tiến đến Hải Thiên Quốc, không biết bây giờ anh ấy đến đâu rồi. Cô tỷ nữ chạy vào nói với cô ấy, "Tiểu thư, khó khăn lắm mới nghỉ hè, đừng có ngày nào cũng ủ rũ trong nhà nữa, cô xem mèo bị hói đầu luôn rồi cô thì nữ đó lấy ra một chiếc hộp mang tới cho tô thi yên đúng rồi đây là quà lão ra gửi đến bên trong có danh kiếm thượng cổ thanh minh và một lá thư hở còn có thư trong thư có viết thi yên bảo bối mai lớp chúc mừng con đột phá nội lực cảnh sau khi nhận thư hãy đến hải thiên quốc tụ hợp với cha tham gia nhiệm vụ gia tộc cha yêu con bên này thì hách khải cũng với trương hằng đã đến được thủ đô của bách thảo quốc Wow, kia chính là thủ đô của bách thảo quốc sao thủ đô bách thảo quốc sâm la Trương Hằng chỉ tay thẳng về phía trước. "Đúng rồi, anh nhìn nhóm tòa tháp cao ở giữa đó, chính là Đại học Y khoa Quốc lập. Có thể nhìn ra địa vị của trường bọn ta ở Bách Thảo Quốc rồi phải không?" "Hê hey hê, hey. Hách Hải khởi hành đi đến Liên minh nhân loại chi nhánh Bách Thảo Quốc. Không ngờ đoàn trưởng Hách Hải lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, ta thật sự rất biết ơn. Thủ lao 200 triệu đã chuyển vào võ đoàn của ngài, chúc ngài có chuyến hành trình vui vẻ. Hoàn thành nhiệm vụ sừng tuyết vực thanh thú." Sau đó hai người bọn họ đi đến Bách Thảo Quốc Đại học Y khoa Quốc lập. "Đến rồi, gần đây trường đang tổ chức thi đầu vào, là thời điểm náo nhiệt nhất." xịn thật sự phong cách khác hoàn toàn học viện nhất kiếm bỗng sau lưng có tiếng gọi hách khải ca ca thì ra đó chính là ba huynh đệ lạc gia tiểu anh lạc huynh hách huynh không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi ha ha đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà mọi người thi xong chưa tiểu anh vui vẻ đắc ý đương nhiên rồi bọn ta đã qua phỏng vấn bây giờ đã chính thức trở thành tân sinh của đại học y khoa quốc lập rồi ôi lợi hại chúc mừng nha sau lưng lúc này có người đi đến gọi này ba bạn nhỏ mới đến ngày đầu tiên đã định đi muộn sao giáo sư này dũng mãnh thật là nội lực cảnh người này tên là hy đức giáo sư khoa dược liệu ba huynh muội lạc ra lắp bắp nói lắp giáo giáo sư hy đức xin lỗi bọn em đi ngay xong vội và chạy đi vô bên trong xin lỗi hách huynh gặp sau nhé hách khải ca ca hách khải cùng trương hằng cũng rời đi nhưng khi đi qua hy đức thì trương hằng có vẻ lo lắng không không có gì chúng ta đi ăn cơm thôi sau đó hách khải và trương hằng đi đến căn tin trường thư ốc tam vị đây là các món ăn heo thi đặc sắc nhất bách thảo quốc bọn ta bổ làm đấy nhìn các món ăn trên bàn hách khải sững sốt đây thật sự không phải đang đùa mình đuôi bò cạp giòn súp rắn hạt sen kiến đỏ rượu cúc kỳ tử chuột hấp bọ cánh cứng vàng chua ngọt hách khải nhìn thôi đã muốn ói luôn rồi sao thế không hợp khẩu vị à đầu bếp của thư ốc tam vị này đúng là nhân tài kiệt xuất trong giới món ăn hắc ám sau lưng có hai người đi ngang qua nhìn thấy trương hằng liền bàn tán ủa cậu ta chính là đứa lừa đảo quốc gia phải không nó đó cậu ta tên trương hằng cha cậu ta là tên lừa đảo lớn nhất từ khi bách thảo quốc thành lập tiểu tử này cũng không phải thứ tốt đẹp gì cha nó tự sát rồi thế mà vẫn mặt dày sống đến giờ nghe nói giáo sư hy đức có lòng tốt nhận nuôi cậu ta kết quả vẫn là tên phế vật kém cỏi trương hằng tức giận run người nhưng vẫn cố kìm chế bọn người này liên tục chế giễu trương hằng phế vật sao phế vật còn có thể tái chế đấy loại này gọi là cặn bã ha ha trương hằng nhịn không được đứng lên đập tay xuống bàn xin lỗi hách khải ta có việc phải về ký túc xá không tiếp anh được song trương hằng bỏ chạy trước lời xì xào của đám người này nhìn tên nhất gan này xem bị người ta nói đôi ba câu đã bỏ chạy cười chết người ta rồi ha 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 đúng là vô dụng giống y cha cậu ta nửa tiếng sau á xong rồi hách khải đã kéo đám người này ra ngoài và đập cho một trận nhớ đời đại đại hiệp những gì ta biết ta đều nói hết rồi xin anh tha cho bọn ta đi hách khải mặt lạnh lùng quát bọn chúng cút chuyện của trương hằng ta đã biết đại khái mười năm trước cha của trương hằng một thợ săn tên trương vũ thịnh tuyên bố rằng ông ấy đã tìm được cách trồng xích hồng lang thảo đây là thiên tài địa bảo hiếm có khó tìm vì thế đã gây chấn động cả bách thảo quốc thậm chí đến cả hiệu trưởng của đại học y khoa cũng đặc biệt đến thăm hỏi nhưng sau này sự việc thay đổi bất ngờ đại học y khoa quốc lập nổ ra một vụ án trộm cắp thứ bị đánh cắp chính là ghi chép nghiên cứu của giáo sư hy đức mà quyền ghi chép này ghi lại nghiên cứu lý thuyết cách trồng nhân tạo xích hồng lang thảo không lâu sau đó quả nhiên tìm được ghi chép nghiên cứu của giáo sư hy đức trong nhà trương vũ thịnh đồng thời lý thuyết được công bố hoàn toàn giống với ghi chép nghiên cứu sau sự việc này trương vũ thịnh sợ tội tự sát giáo sư hy đức lấy ơn báo oán nhận nuôi cô nhi trương hằng đồng thời sắp xếp nuôi dưỡng cậu ta trong đại học y khoa một cô nhi có xuất thân như vậy có thể tưởng tượng ra sự khinh bỉ và sỉ nhục mà trương hằng phải chịu từ nhỏ tuy tất cả những việc này sớm đã được chính phủ của bách thảo quốc tuyên bố xác nhận nhưng ta lại có cảm giác mơ hồ rằng chuyện này chắc chắn có ẩn tình sau đó hách khải đành nhờ tiểu anh tìm hiểu giúp chuyện này đại học y khoa quốc lập vườn bách thảo hách khải ca ca ta đã đi nghe ngóng về nghiên cứu xích hồng lang thảo theo lời anh nói nhưng ta phát hiện trong tất cả điển tịch đều không ghi cách trồng thành công xích hồng lang thảo cũng tức là kỹ thuật này đến nay vẫn chưa được khai phá hách hải ngạc nhiên gì chứ lẽ nào ghi chép nghiên cứu của hy đức năm đó là sai tiểu anh giải thích cũng không phải sai hoàn toàn như này đi anh xem loại lang thảo này vốn là dược liệu thông thường trị phong hàn nhưng nó có đặc tính cộng sinh có thể trao đổi dưỡng chất với nhau vì vậy trên lý thuyết khi có hơn 100 cây lang thảo trong phạm vi một mẫu đất sẽ có thể sinh ra thiên tài địa bảo vô cùng hiếm có xích hồng lang thảo nhưng bộ rễ của lang thảo phát triển sẽ tiêu hao lượng lớn đất trồng dù có thêm dinh dưỡng nếu vượt quá 30 cây trên một mẫu đất phần lớn lang thảo đều sẽ khô héo vậy nên dù lý thuyết đúng cũng không thực hiện được ta hiểu rồi cảm ơn tiểu anh không có gì sáng hôm đó sau khi tan học thì trương hằng đang buồn bã đi ra trước sự cười cợt chế nhạo của mọi người trương hằng cậu chỉ học qua thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương thôi phải không ha ha buồn cười ghê đang sầu não thì hách khải đến vỗ vai cậu ta tìm được cậu rồi nào đi làm chuyện lớn với anh hách khải kéo trương hằng đi nhưng cậu ta không muốn hách khải hay là thôi đi đi thôi ta thấy cậu cũng rảnh quá trời không cần đâu ta thật sự không có hứng thú yên tâm chuyện này chắc chắn có lợi cho cậu trương hằng hất tay của hách khải ra buồn bà quay lại ý tốt ta nhận nhưng bây giờ ta thật sự không có tâm trạng hách khải gắt giọng vậy à vậy chứng minh chuyện cha cậu bị oan cậu cũng không hứng thú à trương hằng sững sốt khi nghe hách khải nói như vậy hách khải anh biết mình đang nói gì không hách khải mặt quyết tâm nói với cậu ta đầu tiên có thể dễ dàng xông vào đại học y khoa nơi cao thủ tụ tập cha cậu ít nhất cũng phải là cường giả nội lực cảnh tuy nhiên không phải như vậy Thứ hai, lấy gấp một thành quả nghiên cứu của nội lực cảnh, sau đó không chỉ không chạy, còn không biết sống chết mà lớn tiếng tuyên bố với tất cả mọi người, loại chuyện này, có đánh chết ta cũng không tin. Ta có một suy đoán như này, cha cậu là thợ săn, tìm kiếm con mồi trên khắp vùng đồi núi. Vậy có khả năng, cha cậu đã vô tình đến một vùng bảo địa nuôi dưỡng thiên tài địa bảo, sau đó thật sự phát hiện ra bí mật cách trồng xích hồng lang thảo. Trương Hằng nói với cậu ấy, "Ừm, um, ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng vậy thì đã sao? Chuyện của cha ta đã có kết luận từ lâu, người có liên quan cũng chỉ còn lại giáo sư Hy Đức, người xác nhận ông ấy đã đã bỏ cuộc rồi sao? cậu cũng đã quên ước mơ của mình đi khắp thế giới tìm kiếm những thiên tài địa bảo để nghiên cứu làm sao khiến nó hữu dụng với con người nhưng bây giờ xem ra chắc cũng chỉ là lừa ta phải không một người dễ dàng chấp nhận số phận có tư cách gì mà nói đến ước mơ những lời nói của hách khải như lời cảnh tỉnh cho trương hằng cậu ta mặt quyết tâm nói không ta không lừa anh ta cũng không chấp nhận số phận vậy à vậy thì chứng minh cho ta xem chứng minh thế nào rất đơn giản tìm được nơi sinh trưởng của xích hồng lang thảo mà cha cậu từng phát hiện chỉ cần tìm được đó chính là sự chứng minh tốt nhất được ta nhất định sẽ tìm được chứng minh đó 10 năm trước vùng biên giới bách thảo quốc thôn bạch sơn trương hằng đang tập luyện bắn cung trong sân nhà hi hi a hoa sau này lại đến nữa rồi hôm nay tao còn phải bắn 200 mũi tên mới có thể đạt tiêu chuẩn gâu gâu a hoa nhìn trương hằng mặt tội nghiệp vẩy đuôi đi cuồng được rồi nhân lúc cha ra ngoài chơi với mày một lát vậy này là lúc trương hằng 6 tuổi trương hằng cùng chơi đùa với a hoa trong sân vườn nhà mình đang chơi thì giật bắn người khi cha cậu ấy đã về trương hằng đồ bất hiếu lại lười biếng người này chính là trương vũ thịnh thợ săn cha của trương hằng hồi lỗi đi ông ấy ném trương hằng như trương hằng đã ném xương cho a hoa đi nhặt vậy tối hôm sau thì trương hằng bị thương ở chân nên được cha bôi thuốc nam tử hán không được khóc ai bảo con bất cẩn như vậy phương thuốc bí truyền của ta uống hết một hơi ai tới mang cha ta đi dùng đi đúng thế cha ta chính là một người lạnh lùng hà khắc như vậy trình độ này mà muốn theo ta đi săn sao ta không cần mặt mũi à con xem cô bé sát vách đã biết nói ba thứ tiếng rồi chưa làm xong bài tập, không có mô hình vũ trụ gì hết. Nhưng tối đến thì ông ấy lại cố sửa chữa lại mô hình cho Trương Hằng. "Hừm, linh kiện này gắn vào đâu đây?" Nhưng ta biết, sau vẻ ngoài lạnh lùng của ông ấy là một trái tim ấm áp. Những năm đó là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất trong đời, mãi cho đến ngày ấy, ngày nó kết thúc. Ngày mà ông ấy bế Trương Hằng lên cười nói vui vẻ. "Ha ha ha, con trai, chúng ta giàu rồi." Trương Hằng mặt sáng rỡ thắc mắc hỏi. "Chuyện gì vậy cha?" cha con đã tìm ra được cách trồng xích hồng lang thảo sau này hiệu trưởng của đại học y khoa quốc lập sẽ đến thăm ta trao giải cho ta đến lúc đó cha đưa con đến thủ đô ở nhà rộng ăn đồ ngon trương hằng và a hoa mặt sáng rỡ vui mừng tuyệt quá đi đang vui mừng thì có tiếng đập cửa từ bên ngoài đến đây trương vũ thịnh đi ra mở cửa thì hy đức cùng các vị sĩ quan đã đứng trước nhà trương vũ thịnh anh bị nghi ngờ lấy cắp ghi chép nghiên cứu của đại học y khoa mời anh phối hợp điều tra bọn họ khống chế và bắt ông ta lại gì gì chứ hiệu trưởng không thể nào nhất định là có hiểu lầm lục soát cho ta ta nhớ những người gọi là học giả tinh anh đó xông vào nhà ta như bọn giặc cướp không biết từ đâu lục ra một quyển sổ rồi đưa cha ta đi kể từ ngày đó ta cũng không còn gặp lại ông ấy còn ta bị bọn họ giam lỏng trong phòng mỗi ngày đều cho hỏi ta chuyện liên quan đến cha chỉ cung cấp đủ thức ăn để duy trì sự sống nói cha mày đi đâu mà tìm thấy xích hồng lang thảo ta ta không biết đến cả a hoa cũng khó thoát vận hạn nhìn này đây là súp thịt dùng con chó của nhà nó hầm thơm phải không ê nhóc nếu nhóc cổ xin ta, ta sẽ cho nhóc một chút. trong lòng ta khi đó ngập tràn nỗi sợ, chỉ có thể trả lời câu hỏi của bọn họ một cách mơ hồ. mãi cho đến nhiều năm sau, ta mới biết bọn họ trích ra vài câu trả lời của ta để định tội cha ta. không lâu sau đó, tin tức ông ấy tự sát trong ngục truyền đến. sau khi cha mất, giáo sư Hy Đức mang ta đến thủ đô để được giáo dục. ông ta luôn rất kiên nhẫn hỏi ta chi tiết về cuộc sống trong thôn trước đây. hóa ra cha không khai bí mật về xích hồng lang thảo. bọn họ chỉ đánh ra tay từ ta ta đã hiểu ra là sự im lặng của cha ta mới khiến ta trở nên có giá trị mới khiến ta có thể sống sót những ngày tháng như vậy kéo dài suốt 10 năm ta giống như kẻ mang tội trời sinh bị tất cả những người xung quanh ghét bỏ cô lập bị bọn chúng trả đạp ức hiếp đạp chết nó con trai của kẻ lừa đảo cũng là lừa đảo đáng đời khi ta lớn hơn ta đã hiểu rõ âm mưu này sản lượng thiên tài địa bảo nhân tạo thúc đẩy việc trở thành nội lực cảnh kỹ thuật ảnh hưởng đến thực lực của cả quốc gia không thể bị một tên dân đen nắm giữ trong tay thế nên chính phủ quyết định làm giả người phát hiện thành giáo sư của viện y học để lợi dụng kỹ thuật này hết mức có thể thậm chí cái gọi là ghi chép nghiên cứu của hy đức cũng chỉ là thứ cướp từ cha ta cha ta đã hy sinh như vậy trong 10 năm không có ngày nào mà ta không muốn lật án báo thù cho ông ấy chỉ là quá khó ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt còn đối diện với ta là cả quốc gia ta hiểu vậy nên lần này chúng ta đến thôn bạch sơn tìm xích hồng linh thảo nhất định phải thành công như vậy mới có thể chứng minh cha cậu không nói dối ừm mặc dù khi đó hy đức đã tìm rất nhiều lần nhưng nhiều năm trôi qua nói không chừng sẽ có manh mối mới hách khải, anh là người đầu tiên tin tưởng ta trước kia ta cũng thử xin giúp đỡ từ người khác nhưng đến cuối cùng bọn họ đều chọn tin hy đức đều đứng về phía gọi là chính nghĩa lúc đó ta tự nói với mình thế gian này không có phép màu không có ai đáng để tin tưởng vì vậy vì vậy trương hằng xúc động rơi nước mắt hách khải cảm ơn anh đã cho ta nhìn thấy hy vọng hách khải vui vẻ ừm đêm hôm đó tại khách sạn hoàng gia hùng 4 giờ sáng mai tụ họp với trương hằng đi mua trang bị trước sau đó cưỡi ngựa đến thôn bạch sơn quê của cậu ấy ngày thứ hai có thể bắt đầu tìm nơi sinh trưởng của lang thảo xung quanh bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa hách khải vội vàng ra mở cửa thì có một người đàn ông đứng đợi bên ngoài chào buổi tối hách khải tiên sinh của lam ảnh quốc ta nghĩ cậu đã nghe qua tên của ta ta là giáo sư hy đức đêm hôm đó ông ta đã bàn bạc gì đó với hách khải hệ thống mở khóa nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm nơi sinh trưởng của xích hồng lang thảo độ khó nhiệm vụ b địa điểm nhiệm vụ là xung quanh thôn bạch sơn bước 1. mua sắm trang bị và đồ tiếp tế ở thủ đô cho chuyến thám hiểm nhận được găng tay giáp lửng công kích cộng 50. nhận được cung tế giáp công kích cộng 30. mươi Bước 2, đi tới thôn Bạch Sơn, hai người thuê hai con ngựa để tiện đi đường. Cảm ơn đã dùng nhóc ngựa hoang để cùng đi xa. Thuê xong thì trả, nhớ đánh giá năm sau đó. Bước 3, thăm dò phạm vi xung quanh thôn trang. Ngày thứ nhất hai người leo lên dãy núi Dược Vương. Ngày thứ hai, hai người họ thám hiểm hang độc trùng. Chúng ta muốn tìm một mẫu đất có thể sinh trưởng 100 gốc lang thảo, vì chỉ có mật độ hội tụ năng lượng như vậy mới cô thể sinh ra xích hồng lang thảo. Vậy là chẳng những phải có ánh sáng và nguồn nước phong phú. Ngày thứ ba, thần mục xử trí, mà còn phải có chất dinh dưỡng cao hơn nhiều so với thổ nhưỡng bình thường. Trên bản đồ đã đánh dấu hết những vị trí mà bọn họ đã đi qua nhưng vẫn không tìm được. Hải, quả nhiên vẫn không được. Đây đã là toàn bộ phạm vi xung quanh thôn Bạch Sơn rồi. Lẽ nào, vô dĩ không có bảo điện nào cả, cha ta, thực sự đã nói dối. Cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Nơi này hoặc là vô cùng bí ẩn, hoặc là chỉ có cha cậu mới có thể tìm ra. Chỉ có cha ta mới có thể tìm ra. Hách Khải hỏi tiếp. Cậu nhớ lại thử xem, điểm khác biệt giữa cha cậu và đám người hy đức đó là gì? em nếu phải nói điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là nghề nghiệp cha ta làm thợ săn 20 năm đã dẫm lên từng tấc đất ở nơi này đợi đã xác thực có một nơi chúng ta chưa tìm kiếm nhưng mà nơi đó không thể nào sinh trưởng lang thảo được hách khải thắc mắc chỗ nào vậy trương hằng trả lời mê cung dưới lòng đất đó là thế giới dưới lòng đất bí ẩn trải rộng toàn bộ bách thảo quốc sau không lường được thậm chí còn phức tạp hơn so với không gian trên mặt đất cha đã từng cảnh cáo ta tuyệt đối không được đi vào nơi đó có động vật săn đêm hung cấp và cuồng cấp chiếm cứ rất nhiều người đến thăm dò đều có đi mà không có về nghe bên trong nói cảnh võ đoàn công lắm cũng chỉ thăm dò tới tầng thứ ba hách khải vui mừng háo hức ồ ồ lúc trước ta từng đi qua một hang động dưới lòng đất tương tự ở làm ảnh quốc không nghĩ tới bách thảo quốc cũng có vậy chúng ta mau đi xem chút nào đây chính là bảo địa luyện cấp đó song trương hằng dẫn hách khải thám hiểm mê cung dưới lòng đất tầng một mê cung dưới lòng đất hệ số nguy hiểm c ở đây không có ánh sáng mặt trời rõ ràng không có điều kiện tự nhiên để lang thảo sinh trưởng chúng ta tôi cũng tới rồi đi dạo một vòng trước rồi nói tiếp tiếng gió rít làm cho trường hằng lo sợ hách khải thanh âm này đáng sợ quá đừng hoảng chỉ là tiếng gió từ kẽ hở thôi đang bốc phét thì trước mặt hách khải xuất hiện một đầu lâu hách khải nhảy cẩng lên ôm chầm lấy trương hằng à mùi vị của sự xấu hổ hách khải nhảy xuống rậm nát đầu lâu đó cay cú tiểu quái cấp thấp nhà ngươi cũng dám ra ngoài dọa dạ người có biết bổn đại hiệp là ai không hả chờ chút ta chắc chắn cảm thấy xung quanh có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta không thể nào hách khải lan tỏa nội lực cảm nhận mọi thứ xung quanh thì thất kinh cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều yêu thú khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn họ vãi linh hồn chẳng lẽ vừa nãy chỉ là con con hách khải kéo trương hằng chạy đi ta chỉ muốn bật hách thăng cấp nhưng tác giả có thể có tính người một chút không a à. hách khải tách bọn yêu thú này ra và giết gọn từng con một cấp bậc liên tục tăng lên cấp bậc tăng lên 20. tiêu diệt giết hung cấp 99 con nhận được danh hiệu thợ săn ngàn chân tốc độ công kích cộng ba gặp phải chuột chuỗi trộm bảo tiền tệ trừ mười vạn đồ lót trừ một tìm được dương báu thợ săn nhận được tiễn độc trương thị 20 cái dây thừng 5 cái tiêu diệt ba con bọ cạp hung cấp mở khóa thực đơn bọ cạp thơm giòn Xong vô tình đạp vỡ mặt đất trong lúc đánh nhau hai người họ rơi xuống vực sâu hai người họ rơi xuống tầng hai mê cung dưới lòng đất hệ số nguy hiểm b bên dưới là những cây nhọn đang cắm thẳng lên ôi chết mất A.A. nhưng trường hằng đã nhanh trí cắm được mũi tên vào tường và giữ được hai người họ lại may là động tác nhanh chóng quá thâm độc nhìn thôi đã thấy đau rồi hai bọn họ leo được vào trong và đang rón rén đi trên vách hách khải nhìn bên đó xem trước mặt là một dòng nước có những viên tinh thể sáng lấp lánh xung quanh cha thân kỳ thật đó cậu nghĩ có khả năng dụng phải đã thú cùng cấp ở nơi này không hách khải thắc mắc khi thấy trương hằng đứng nhìn ngơ ngác trương hằng sao cậu lại ngây người rồi trương hằng như phát hiện ra điều gì đó thì ra là vậy hách khải ta nghĩ ta đã tìm ra biện pháp trồng xích hồng lang thảo rồi thật sao ý cậu là ở chỗ này hả đúng vậy nhiều thí nghiệm trong quá khứ cho thấy một mẫu đất nếu vượt quá 30 gốc lang thảo sẽ bị cạn kiệt do thiếu chất dinh dưỡng vì vậy chúng ta rơi vào một vòng hiểu lầm nghĩ rằng chỉ khi tìm được môi trường thổ nhưỡng đặc thù mới có thể thành công nhưng anh nhìn nơi này xem mặc dù chất lượng đất rất bình thường nhưng trên dưới trái phải đều có thổ nhưỡng còn có đá thủy tinh và mạch nước ngầm cung cấp ánh sáng và nước chúng ta có thể trồng theo kiểu lập thể để gia tăng mật độ lang thảo như vậy trong một mẫu đất sẽ có một chăm sóc lang thảo sinh trưởng bước 4, hai người tiến tiến hành trồng thí nghiệm để xác nhận suy luận của trương hãng chúng ta đã hai một lượng lớn lang thảo đồng thời chọn một khu rộng rãi ở tầng 2 của mê cung dưới lồng đất để làm thí nghiệm cây trồng tổng cộng 20 gốc lang thảo 10 ngày sau, Hách Khải và Trường Hằng vui vẻ đi đến kiểm tra Lang Thảo. Nhanh thôi, sắp có thể nhìn thấy Lang Thảo còn sống hay không rồi. Thành công hay thất bại đều dựa vào lần này. Hai người ngạc nhiên khi nhìn giữa rừng Lang Thảo có một đóa xích hồng Lang Thảo mọc lên. Trương Hằng xúc động rớt nước mặt gọi Hách Khải. Cha ta bị oan ủ, ông ấy chắc chắn đã phát hiện ra cách trồng xích hồng Lang Thảo khi tới đây. Ông ấy bị oan ủ. Bỗng có tiếng nói từ đằng sau. Giỏi lắm. Trương Hằng ngoảnh mặt lại hỏi là ai? Có một đám người đang đi vào trong, Trương Hằng, không nghĩ tới 10 năm trước, cha ngươi ăn cắp bản nghiên cứu của ta, 10 năm sau, ngươi vẫn giống hệt cha mình. Vậy mà lẻn vào trong căn cứ nghiên cứu, tính toán ăn cắp thành quả xích hồng lang thảo sắp trồng thành công của ta, ta đúng là bị mù mà. Đó là Hy Đức, nội lực cảnh. Điền Thư Văn, nội lực cảnh và Lý Ngọc, nội lực cảnh cùng một đám nội lực cảnh khác đi vào. Các ngươi, giáo sư Hy Đức có lòng tốt nuôi dưỡng ngươi, không nghĩ tới lại là cái thứ lòng lang dạ sói như vậy. Hai cha con đều là ăn trộm, đúng là cha nào con ấy. Hi Đức đến cảm tạ Hách Khải, đúng rồi ít nhiều nhờ ngài hách khải nhắc nhở nếu không hôm nay cũng chưa chắc bắt được kẻ phản bội này trương hằng ngạc nhiên trước câu nói của hy đức không thể nào hách khải anh hách khải đáp ừ ta đã lưu lại tin tức để bọn họ tìm tới đây xong hách khải đi ra bên ngoài ngài hách khải đi thong thả trương hằng suy sụp quỵ gối xuống tại tại sao hách khải vì sao phải bán đường ta hách khải tiên sinh đi thong thả ta sẽ tuân thủ giao dịch của chúng ta tiền thưởng bắt trương hằng sẽ trực tiếp chuyển vào võ đoàn của cậu hy đức ra lệnh đi bắt tên trộm vô sỉ này lại cho ta bỗng giật mình khi nghe cái đùng sau lưng hách khải đã đấm sập cửa động nhốt tất cả bên trong mọi người ngơ ngác chấm hỏi chuyện gì thế hách khải tiên sinh cậu định làm gì cửa hang sập rồi hách khải ngoảnh mặt lại hô lớn trương hằng vụ án của cha cậu đã qua quá lâu mà đối đầu với câu là cả bách thảo quốc tất nhiên chứng cứ sớm đã bị tiêu hủy muốn rửa oan e chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nắm đấm này ai không phục cứ đánh bay trước rồi tính hách khải nhanh chóng lao đến trước mặt hy đức và vung nắm đấm đấm hắn ta Hy Đức dùng chân mình đá thẳng lên chặn cú đấm của Hách Khải, không biết lượng sức. Nhưng không lâu sau Hy Đức bị đánh văng ra vì lực đấm của Hách Khải quá mạnh. Hy Đức phun máu ra, gì chứ, không ngờ hắn lại có loại sức mạnh này. Điền Thư Văn và Lý Ngọc đỡ Hy Đức lại và nói: "Hách Khải tiên sinh, sao phải tự làm khổ mình? Trương Hằng với cậu không thân không thích, hà tất phải ra mặt vì cậu ta?" "Ha, nắm đấm của ta không bao giờ cần lý do." Hy Đức ra lệnh cho hai người họ: "Các ngươi chặn lại trước, ta đi giết Trương Hằng. Nó chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc." thượng đội hạ đạp hèn hạ khi đức lao về phía của trương hằng hách khải đang cố đuổi theo hắn ta nhưng bị điền thư văn và lý ngọc bám sát sau lưng nếu bây giờ quay đầu ứng chiến sẽ không kịp để cứu trương hằng hách khải cố gắng tăng hết tốc độ lao đến nhưng điền thư văn lúc này đã đuổi kịp quá chậm nhận lấy một trưởng của ta hắn ta dùng trưởng đánh thẳng vào lưng của hách khải làm anh ta bay tới trước cảm ơn đã giúp hả à, trời má hách khải được nội lực tác động bay thẳng ra trước khi đức khiến hắn ngạc nhiên gì chứ hách hải thi triển kỹ năng thiên la địa võng bắt nhã trưởng trường lực khủng khiếp đánh tới Hy Đức, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng trước Hách Khải. Không thể nào. Hy Đức cơ thể đã nổ tung sau khi ăn trọn đòn tấn công của Hách Khải. Hách Khải đáp đất ngầu lòi, ánh mắt lạnh lùng anh ta quát lớn, "Còn ai không phục, cứ việc lên đây." Hai tên bên này đang giam giữ Trương Hằng hoàng hốt thả ra bỏ chạy. "Á, à, đừng giết ta, cứu mạng." Điền Thư Văn và Lý Ngọc sững sốt, một trưởng đánh chết Hy Đức. Không lẽ đã là nội lực cảnh hậu kỳ, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Hách Khải hô lớn lên cho tất cả mọi người cùng nghe, Trương Hằng, nói ta biết, công hiệu của xích hồng lang thảo là gì? Trương Hằng ngơ ngác. Hả, gì, ta không nhớ rõ. Hách khải quát. Nói cho ta biết, ngay bây giờ. Trương Hằng khóc lóc. Thông huyết tan máu, dưỡng âm bổ dương. Đám người bên này nghe Trương Hằng nói thế phì cười. Phì, đường đường là một vị thiên tài địa bảo, lại bị nói thành thông huyết tan máu, dưỡng âm bổ dương. Cậu ta tưởng đây là cao bôi ra chó à. Ha 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 cười chết mất thôi. Hách khải quay sang hỏi Điền Thư Văn. Vị giáo sư này, công dụng của xích hồng lang thảo là gì? ông ta hớt hãi trả lời xích hồng lang thảo thiên tài địa bảo có thể giải kỳ độc cứu sống người chết tiên luyện nội lực người bình thường sử dụng có thể tăng cường thể chất đáng kể càng có thể vô dụng hách khải trực tiếp dùng trường lực đánh hang bay dính vào tường hách khải tiến lại gần hắn ta điền thư văn ho hen a à khụ khụ tha mạng tha mạng ta không nhìn thấy gì cả chỗ này không xảy ra chuyện gì hết tha mạng hách khải mặt nghiêm túc hỏi ông ta rất tốt vậy nói ta biết công dụng của xích hồng lang thảo là gì ông chỉ còn một cơ hội thôi điền thư văn hốt hoảng a a a đây công dụng của xích hồng lang thảo là thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương hách khải quay sang nói tiếp với đám nội lực cảnh bên ngoài các người cũng có một cơ hội trả lời câu hỏi của ta lý ngọc cùng với đám người bên ngoài tái xanh tái mét mặt mày không còn chút máu thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương công dụng của xích hồng lang thảo chính là thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương mọi người hò reo liên tục thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương hách khải đi đến và hỏi trương hằng chúng ta là bạn bè phải không trương hằng xúc động nhớ về những chuyện đã qua liền nói tất nhiên Hách Khải liền mời cậu ta gia nhập võ đoàn của mình. Cậu đồng ý gia nhập võ đoàn của ta, cùng ta đi du ngoạn thiên hạ không? Trương Hằng run run xúc động rơi nước mắt. Ta, à, ta đồng ý. Bắt đầu từ năm nay, ở đâu đó dưới lòng đất của Bách Thảo Quốc có thể trồng nhân tạo một loại thiên tài địa bảo, giá cả đắt đỏ, công hiệu càng khiến người ta kinh ngạc. Tại Đại học Y khoa của Bách Thảo Quốc, nơi y dược học phát triển nhất, trên bản thảo cương mục có ghi chép như sau: Xích Hồng Lang Thảo, hội tụ tinh hoa đất trời, là chân bảo mà tất cả những người luyện vô đều khao khát, do Trương Vũ Thịnh nghiên cứu và phát triển kỹ thuật trồng nhân tạo công hiệu độc đáo của nó là thông huyết tan máu dưỡng âm bổ dương. Sau trận chiến mê cung dưới lòng đất, ba trong số bảy nội lực cảnh lớn của Bách Thảo Quốc đã bị tổn hại. đúng như ta suy đoán, chính phủ của Bách Thảo Quốc không chắc chắn có thể giết được ta. không dám kết thù, ngược lại là đối đãi trọng hậu với ta và Trương Hằng. hơn nữa còn vui vẻ đồng ý ba yêu cầu của bọn ta. một, thừa nhận lịch sử đã xử sai tra của Trương Hằng tiến hành sửa đổi xét xử. hai, sửa đổi ghi chép về xích hồng lang thảo trong bản thảo cương mục có thẩm quyền nhất và tất cả các sách y dược. 3. Dùng 500 tỷ để mua lại kỹ thuật trồng xích hồng lang thảo của Trương gia. Với sự gia nhập của Trương Hằng, võ đoàn ảo ảnh của ta cũng có người bạn đồng hành đầu tiên. Hách Hải, đoàn trưởng, nội lực cảnh trung kỳ. Trương Hằng, bác sĩ, chuẩn nội lực cảnh. Cấp võ đoàn E, nhiệm vụ trước mắt. Bóng của Lam Hải chưa hoàn thành. Thú khổng lồ Thương Lam chưa hoàn thành. Chuyển cảnh về thủ đô của Hải Thiên Quốc, Cảng Gió, Hải Thiên Quốc nằm phía đông Lam Tân, là quốc gia hàng hải lớn nhất, thương nghiệp phồn vinh, khoa học kỹ thuật phát triển, du khách đổ về tiên lục mỹ thực mỹ cảnh và mỹ nhân ở bên cạnh của họ đúng đầu lam hải hải thiên quốc không hổ là nước mà dân chúng có mức hạnh cao nhất ta quên nhiệm vụ tuyến chính luôn rồi hai người bọn họ đang đi nghĩ mát bên bờ biển trương hằng quay sang nói với hách khải ờm hay là tiêu hết 50 tỷ này rồi hãng đi làm nhiệm vụ sau đó hách khải cùng trương hằng đi phá tiền đi nhà hàng ăn đồ ăn sang chảnh sau đó là đi shopping mua sạch đồ mà mình cần sóng nằm trong sóng sóng nằm trong sóng Xong tiêu chưa hết tiền thuê hẳn luôn một chiếc xe vừa đi vừa giải tiền như đại gia Tiền ơi đợi ta, đại nhân cũng dừng lại, phép màu. Tiêu không hết, cả đời này cũng tiêu không hết. Nhiều tiền cũng là tội, ông trời nào tha cho ai? Trương Hằng lo lắng, chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ thôi. Nếu không tác giả tức lên rồi phát cho anh vài trăm tỷ thì phải làm sao? Hách Hải xúc động, cậu đúng là đồng đội thông minh. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tiêu diệt cướp biển, vậy thì đi tìm tàu trước. Hai người họ khởi hành đi đến Liên minh nhân loại, chi nhánh Hải Thiên Quốc. Vừa vào thì Nana, trưởng chi nhánh Liên minh nhân loại vui mừng nói: "A, à, đoàn trưởng Hách Hải, nghe danh đã lâu." nghe nói anh đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt đoàn cướp biển bóng của lam hải xin hỏi quý võ đoàn có bao nhiêu tàu và nhân viên tham gia thế chật cả võ đoàn chỉ có hai người bỏ ta a à, vậy sao ha 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 đây thật sự là võ đoàn ảo ảnh mà cả bách thảo quốc đầu hàng khuất phục sao hách khải đưa giấy chứng nhận cho nana kiểm tra mong cô giúp ta thuê tàu và nhân viên chuyên nghiệp của hải thiên quốc đây là giấy chứng nhận võ đoàn của ta có phải không thế có điều kỹ thuật hàng hải của bọn ta không rẻ đâu cô ta cầm thẻ của hách khải kiểm tra thì ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa 49 tỷ má đủ hở có vấn đề gì à không có bảo đảm phục vụ hết mình đêm hôm đó hai người cùng tới bến cảng để kiểm tra tàu mình vừa thuê tàu này lớn thật đấy nana trên tàu mang bộ đồ thủy thủ đứng trên mạn tàu vẫy tay chào hai người họ chào mừng đến với tàu ánh trăng ủa sao lai là cô cô ấy không phải người của liên minh nhân loại à nhiệm vụ diệt trừ đoàn cướp biển quan trọng như vậy đương nhiên chỉ có thủy thủ đoàn ưu tú như ta mới có thể sánh đôi chứ nana trưởng chi nhánh liên minh nhân loại và cũng là thủy thủ đoàn đặc cấp xong mọi người cùng vào bên trong phòng họp trên tàu để bàn bạc giới thiệu một chút vị này là thuyền trưởng của tàu ánh trăng lỗ ban ta giới thiệu sơ về đoàn cướp biển cần tiêu diệt lần này bóng của lam ảnh là đoàn cướp biển lớn sống quanh quẩn trong lam hải có thông tin cho biết rất có thể cai đoàn đã tìm được một hòn đảo bí mật trong lam hải nên mới có thể khiến hành động của bọn chúng khó lòng suy đoán bọn chúng từng cướp bóc giết hại hàng vạn người ở vùng duyên hải bắt dân thường làm nô lệ tội ác tài trời đã quấy nhiễu thiên hái quốc bọn ta 30 năm rồi lần này chúng ta ra khơi đã cho tung tin tàu buôn này vận chuyển hàng hóa quý giá tiến về phía bắc lam hải ta tin bóng của lam hải sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nana đi lên mặt quyết tâm đến lúc đó chính là thời điểm võ đoàn ảo ảnh chấm dứt tội ác này hách hải vui vẻ thích thú được cử để bọn ta lo hướng đến sao trời và biển lớn ánh trăng xuất phát ngày thứ hai trên biển hách khải đang ngồi nói chuyện cùng với lỗ ban hách khải thắc mắc hỏi ông ta thuyền trưởng lỗ ban nghe nói chỉ có thuyền của hải thiên quốc mới mới có thể băng qua lam hải đây là vì sao thế thuyền trưởng lỗ ban giải thích đó là vì trong lam hải có nhiều hải thú hung dữ to lớn hơn trên lục địa Tàu thuyền bình thường dù chế tạo kiên cố hơn đi chăng nữa, chỉ có thể chống lại tối đa một con hải thú hung cấp, nếu gặp phải ba con hải thú hung cấp trở lên, hoặc là hải thú cùng cấp, nhất định sẽ bị xé nát. Chỉ có tàu lớn, có lượng giãn nước trên 10.000 tấn trở lên, kết hợp với kỹ thuật độc quyền của Hải Thiên Quốc, mới có thể vượt qua lam hải an toàn. Hách Hải nhớ về phim phóng sự về biển cả mà hồi nhỏ xem hình như có nhắc qua. Ồ, không lẽ là kỹ thuật sonar sao? Phát ra một loại âm thanh mà chỉ có sinh vật trong nước mới có thể nghe được, có thể khiến những sinh vật này tránh xa theo bản năng ư? Ừ. Thuyền trưởng ngạc nhiên đứng dậy, đây là cơ mật tối cao sao cậu biết không hay rồi nana hốt hoảng chạy vào hớt hãi gọi thuyền trưởng mau quay tàu lại phía trước xuất hiện lốc xoáy ba ngọn lốc xoáy cuồn cuộn đang ở trước mặt con tàu lốc xoáy phía trước đã gây ảnh hưởng đến hải lưu mau đi bảo vệ sona để phòng hải thú tấn công vâng báo cáo thuyền trưởng lớp bảo vệ của thân tàu với sona đã bị hỏng rồi biết rồi mau giúp ta điều khiển bánh lái cảnh báo cảnh báo lỗ ban điều khiển tàu lo lắng không ổn phía trước có xoáy nước con tàu đang dần dần bị cuốn vào trung tâm của dòng xoáy nước đó Trương Hằng không biết gì vẫn tập luyện bắn cung bên dưới con tàu. Hách Khải hớt hải chạy xuống gọi cậu ta. Trương Hằng, mau theo ta lên bon tàu lánh nạn. Bên này, mặt nước lúc này đã cuồn cuộn tràn vào căn phòng này rồi. Vừa chạy lên thì Trương Hằng ngạc nhiên. Đó, đó là thứ gì? Đây là. Trước mặt bọn họ bây giờ là một con hải thú khổng lồ. Hải thú cuồng cấp. Đó chính là một con hải thú cuồng cấp, sao biển ba đầu hung dữ. Nó dùng những xúc tu này tấn công về phía bọn họ. Mau tránh đi. Hách Khải cùng với Trương Hằng kéo theo Nana nhảy tránh sang một bên không ổn cứ tiếp tục như vậy cả con thuyền sẽ bị phá hủy hoàn toàn mất hách khải nói nana na, cho ta bộ đàm hách khải liền đàm nói chuyện với lỗ ban thuyền trưởng ta sẽ tìm cách cầm chân hải thú đến lúc đó hãy dùng hết tốc lực lao khỏi vòng xoáy được sức mạnh của hải thú cung cấp vượt ra nội lực cảnh của nhân loại cẩn thận đấy hách khải bảo mọi người đi trước và nhảy lên bên trên cây cột cao vãi cớt còn một con nữa xem ra phải đánh nhanh thắng nhanh rồi hách khải nhổ luôn cây cột đó lên và truyền nội lực vào trong nếm thử chiêu thức mới ta tự sáng tạo đi Bát Nhã trưởng, Hách Khải vung cây cột thẳng ra sau dồn sức và đập mạnh vào người con hải thú. Chính là lúc này, Lỗ Ban tăng hết tốc lực về phía trước. Con tàu đã nhanh chóng phóng ra khỏi vòng xoáy nước nguy hiểm. Nana và Lỗ Ban vui mừng, thành công rồi. Tiêu rồi, Hách Khải vẫn còn ở trên không. Hách Khải trên không ngơ ngác. Ơ, sao lại quăng ta rồi chạy vậy? Ta đâu có nói muốn xả thân cứu người. Con hải thú bạch tuột này đã dùng xúc tu đập Hách Khải rơi thẳng xuống nước. Sau nó dí theo anh ta, Hách Khải thì bỏ chạy sấp mặt lờ. Mẹ ơi con sai rồi, con không nên trốn tích học bơi. Bỗng từ trên không những đường kiếm khí từ đâu chém thẳng về phía con hải thú và cắt nó thành nhiều mảnh nhỏ. Đang ngưng áp bơi bên dưới thì nghe thấy tiếng gọi, "Hách Khải, bên này." Có một chiếc thuyền đi đến, "Mau nắm lấy tay ta." Cô là Tô Thi Yên. Thì ra đó chính là Tô Thi Yên đã đến cứu Hách Khải. "Hách Khải, không ngờ lại gặp được anh ở đây." "Ha ha, đúng vậy, thật là trùng hợp, vừa rồi là." Tô Thi Yên chỉ tay sang bên này nói tiếp, "À đúng rồi, vừa nãy là nhờ bọn họ ra tay." lần này tô ra chúng ta đến phía tây lam hải để xử lý công việc nên đã điều động phân nữa nội lực cảnh hách khải ngơ ngác nhìn sang thì thấy gia đình của tô thi yên anh ta lo lắng thầm nghĩ chẳng hiểu sao cảm nhận được sát ý còn mạnh hơn cả hải thú không lâu sau bọn họ đã đến được bến cảng quốc gia phía tây lam hải sa và gặp lại mọi người ở đó hách khải may là anh không sao chúng ta đều lo gần chết hách khải liền giới thiệu giới thiệu một chút vị này là bạn học của ta tô thi yên tô thi yên vui vẻ chào mọi người cậu chính là trương hằng thành viên đầu tiên của hách khải ở võ đoàn đồng chứ rất vui được gặp cậu trương hàng đỏ mặt ngượng ngùng lắp bắp à ta tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp hách khải tới cốc trong một phát lú cái đầu ha ha tiểu đệ nhà ta quá ngây thơ vừa thấy mỹ nữ là nói không nên lời thư lỗi thư lỗi có biết câu không được dòng ngó thê tử của huynh đệ không hả nana sững sốt quát đời heo lẽ nào ta không phải mỹ nữ cô đúng là chẳng có tự giác của npc gì cả trong lúc gặp nạn trên biển lại gặp được tô thi yên nàng đã trở thành nội lực cảnh thông qua việc dùng đạn dược gia truyền chuyến đi lần này của tô gia là vì thăm dò một khu di tích môn phái thượng cổ trong sa mạc tử thần nghe nói bên trong có ẩn giấu kiếm phổ thất truyền của tổ tiên tô gia thân tàu ánh trăng của chúng ta bị hỏng hóc nghiêm trọng phải mất nửa tháng mới sửa chữa được cho nên ta quyết định nhân cơ hội này đi cô gái trợ giúp tô gia thăm dò di tích sa mạc xong mọi người cùng khởi hành lên đường đến sa mạc tử thần theo sử sách nói tô gia ban đầu nằm ở đế quốc thiên sơn của phía bắc lam hải nhưng sau này bị đế quốc bài xích vì quá lớn mạnh cho nên mới chuyển tới nước cộng hòa lam ảnh ta chưa từng thấy gia tộc nào có nhiều nội lực cảnh như vậy phải ra đội hình như thế di tích này chắc chắn vô cùng nguy hiểm trương hằng hỏi cậu ta hách khải chúng ta nhất định phải dính vào mấy chuyện vô bổ này sao hách khải vui vẻ trả lời nếu không có nguy hiểm trải nghiệm trò chơi ở đâu ra dưới góc nhìn của cậu đó là lo chuyện bao đồng nhưng ta thực sự đang nghiêm túc làm nhiệm vụ chi nhánh ấy ha 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 hãy gọi ta là kẻ nhàn rỗi hách đại gia trò chơi chi nhánh sao tô thi yên nhìn hách khải cười nói vui vẻ như vậy thầm nghĩ thật tuyệt khi có thể gặp lại hách khải một lần nữa muốn tiếp tục quyết đấu ba ngày ba đêm với hắn ghê nhị đường ca tô ra đi sau nói đó là con rể chưa cưới của tô ra chúng ta hả nhìn bộ dạng không được thông minh lắm đại đường ca khóc lóc hích vì sao đường muội chọn hắn mà không chọn ta còn lão cha thì tỉnh bơ nói thật hy vọng bảo bối thi yên có thể cả đời không xuất giá mỗi ngày ở bên cạnh ta mong đại ca chấm dứt loại ước muốn nguy hiểm này đi tô thi yên đỏ mặt cay cú mấy người đang nói lung tung gì thế ai muốn gả cho hắn hả lão ra dấu vết của mạch nước ngầm phía trước đã biến mất chúng ta có nên tới hỏi thăm các bộ lạc ở gần sa mạc một chút không được rồi dẫn đường đi kêu mọi người ẩn giấu khí tức võ giả đừng để đối phương hoảng sợ trước mặt bọn họ là bộ lạc ngưu xoa bọn họ tiến vào trong thì có một lão bà ra đón tiếp hoan nghênh đến với bộ lạc ngưu xoa các vị khách quý đường dài vất vả rồi mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi vào trong thì cô gái đi theo bà lão rót trả mời mọi người cha của tô thi yên kể hết mọi chuyện cho bà lão nghe tình huống chính là như vậy ban đầu chúng ta dự định lần theo dấu vết của mạch nước ngầm để tìm tới ốc đảo trong di tích nhưng lại bị mất phương hướng không biết ngài có hiểu rõ đường đi mạch nước ngầm của sa mạc này không Bà lão đáp: "Quả thực, hầu hết những nền văn minh thời thượng cổ đều được xây dựng bên trong các ốc đảo sa mạc, nơi đổ về của các mạch nước ngầm, tiếc là ta cũng không biết nhiều về phương hướng của di tích. Nhưng ta biết, càng đi sâu vào sa mạc sẽ càng nguy hiểm, chẳng NHUNNG nơ nơ gặp phải bão cát mà còn có rất nhiều bộ lạc man dợ. Chúng chuyên cướp bóc những thương nhân đến sa mạc tìm bảo, thậm chí bắt nhốt bọn họ và giết chết làm thức ăn. Các ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ." "Ta hiểu, đa tạ lão nhân gia có lòng tốt nhắc nhở." Hách Hải nhìn Tô Thi Yên đang đưa ly nước lên định uống thì liền hất ra. "Hừ, có lòng tốt nhắc nhở sao?" một thị nữ trẻ tuổi mà trên tay lại có vết chai do khổ luyện đạo pháp theo ta thấy các ngươi chính là đám bộ lạc ăn thịt người mà bản thân nhắc đến đúng chứ việc việc này không ngờ lại đến ngươi đoán đúng cái gì nguy rồi bụng ta đột nhiên đau quá bị hạ dược lúc này bà lão hô lên người đâu bắt lại cho ta đám người bên ngoài cầm vũ khí và bu vây kín phòng trung kế rồi bộ lạc ngưu xoa cũng không phải hạng xoàng bà lão cởi phăng áo choàng ra cầm một cây chùy gai trên tay nói muốn có kho báu trong sa mạc thì phải có giác ngộ sẽ bị giết bắt lấy cho ta đám thuộc hạ thích thú cầm vũ khí lao lên ngu xuẩn hách khải tô thi yên và cha cô ấy ba người cùng bộc phát nội lực ra nhanh gọn đã diệt gọn đám người này ba giây sau bọn cướp đã bị cột ngược lên cây khóc lóc tha mạng chư vị đại thần nội lực cảnh là bọn ta có mắt không thấy thái sơn yêu quá các ngươi giết người cướp hàng sớm nên biết sẽ có ngày này xong mọi người cùng đi giải cứu những người bị bọn cướp bắt bọn chúng nhốt nô lệ trong chuồng lợn tô thi yên mở cửa ra mọi người tư do rồi mau quay về quê hương của mình đi mọi người bên trong được cứu vui mừng xúc động chua cứu thế cảm ơn rất nhiều ta sống rồi cảm ơn nữ hiệp nếu bọn họ cũng không có thông tin về di tích chúng ta nên lên đường càng sớm càng tốt đến các bộ lạc khác hỏi thăm bỗng có một người từ bên trong đi ra gọi bọn họ lại đợi đợi đã ta biết di tích ở đâu ta có thể đưa mọi người đi đó là một cô bé tóc xanh mặt lấm lem cô ấy vào trong rửa mặt sạch sẽ và mặc quần áo mới vào và bước ra ngoài đợi lâu rồi ta tên lam linh nhi là thương nhân độc hành bản địa lần này đến sa mạc buôn bán thì bị bắt cóc cảm ơn mọi người đã cứu ta cô ta tên lam linh nhi 13 tuổi thương nhân độc hành trên sa mạc mọi người ngạc nhiên đây người với người lúc nãy thật sự là cũng một người à dễ thương quá đi lam linh nhi vui vẻ nói với hách khải hi hi ông chú ngốc thật chỉ tháo bỏ lớp hóa trang thôi mà không nhận ra nữa rồi hách khải cay cú ai là ông chú ta mới 18 tuổi thôi được chưa lam linh nhi kéo kéo áo trương hằng cà khịa anh ta 18 tuổi không phải ông chú thì là gì đúng không anh trai ra ngâm trương hằng thấy gái mặt đỏ bừng lắp bắt nói lắp a à, a à, hách hải kiểu ủa alo sao sang cậu ta thì là anh trai rồi tô thi yên ân cần hỏi lam linh nhi linh nhi em thật sự biết chỗ di tích đó hửm? cô ấy trả lời đúng rồi em có nguồn tình báo đặc biệt sâu trong sa mạc tử thần có một ốc đảo phạm vi trăm dặm là vị trí của bộ lạc mạnh nhất sa mạc bộ lạc sư tử ca thứ bọn họ bảo vệ hàng nghìn năm nay có lẽ là di tích mà mọi người muốn tìm em nói bộ lạc sư tử ca là mạnh nhất trong nội địa sa mạc bọn họ có bao nhiêu nội lực cảnh một hai em không nhớ nữa nhưng mà em biết tu trưởng sư tử ca 5 năm trước vẫn còn sống ông ấy là nộ khí cảnh chú thích cảnh giới cao hơn nội lực cảnh có thể một mình đấu lại cả trăm nội lực cảnh hai ngày sau bọn họ khởi hành đi vào sâu trong sa mạc tử thần đang đi trên cơn bão các sa mạc khủng khiếp bão cát nhỏ lại rồi bỗng hách Hải giật mình ngơ ngác khi trước mình là ánh bình minh của bộ lạc sư tử ca đây là bộ lạc sư tử ca bảo vệ di tích hách Hải và trương hằng thích thú ở đây chắc chắn có rất nhiều sinh vật chưa từng thấy muốn nhảy vào hồ tắm một cái ghê sắp gặp nội khí cảnh rồi hai tên này không có chút áp lực nào sao lam linh nhi trấn an mọi người mọi người đừng nghiêm túc như vậy ông sư tử ca rất hiền sẽ không tùy tiện dùng vũ lực với người khác giờ ta sẽ đưa mọi người đến gặp ông ấy ê cô nhóc đừng bảo là cố ý lừa bọn ta đi chết đấy oan quá hu hu lam linh nhi chạy đến ôm tô thi yên sức mướt sẽ không đâu ta tin bé linh nhi đi thôi nếu thật sự có kẻ địch nội khí cảnh bây giờ chúng ta đã không trốn được nữa lát sau trong bộ lạc sư tử ca mọi người đi vào trong nhưng không thấy ai trong bộ lạc cả không có ai à vắng vẻ quá bầu không khí ở đây không đúng lắm hách khải chợt phát hiện ra gì đó liền gọi mọi người mau nhìn chỗ này trước mắt bọn họ là khung cảnh đổ vỡ máu me vương vãi khắp nơi đây là bị tập kích rồi như nhiều vết máu như vậy lại không có lấy một thi thể lẽ nào bị quái thú ăn sạch rồi lam ninh nhi xúc động rưng rưng nước mắt sao có thể như vậy mọi người này mọi người có nghe thấy tiếng gì lạ không dưới mặt nước của một cái hồ nhỏ có một bàn tay nhô lên đang ngơ ngác thì thây ma này lao thẳng đến hách khải tìm chết hách khải một đấm đấm bay đầu thây ma ra hách khải nhìn thây ma nằm đó kiểu ủa alo dễ chết vậy luôn xong từ thây ma xuất hiện một con ký sinh bay thẳng vào tay của hách khải khiến anh ta hoảng hốt á cái quỷ gì thế này ta đừng biến thành thây ma mà xong hách khải đập đập tay vào trong vách tường khiến con ký sinh vỡ nát đây không phải thây ma là con dối bảo vệ di tích sẽ ký sinh lên cơ thể con người nhưng mà vì sao lại xuất hiện ở đây không lẽ di tích xảy ra chuyện rồi trương hằng thất thần chỉ tay về phía trước trời ơi mau nhìn kìa ta biết người trong bộ lạc đi đâu rồi trong hồ có cả ngàn con rối trong hồ xuất hiện hơn nghìn con rối bảo vệ di tích những con rối này có thể ký sinh trong cơ thể người và lại thực lực rất mạnh dù từng con không tạo nên uy hiếp nhưng số lượng quá nhiều chúng ta không đánh lại được đâu bọn họ lập tức rời khỏi nơi đó ngay cha của tô thi yên và các thúc thúc đang đợi ở ngoài thì giật mình nghe mọi người chạy mau di tích xảy ra vấn đề rồi những con rối bảo vệ mất kiểm soát rồi gì cơ lẽ nào đã có người xông vào di tích trước chúng ta một bước tô viễn nói mọi người mau quay lại đường cũ tìm kiếm tòa nhà gần nhất để tránh nạn nhưng linh nhi liền ngăn lại không thể quay lại những con rối không biết mệt mỏi sẽ luôn đuổi giết đến chết chúng ta chỉ có thể trốn trong di tích nơi đó gần nhất cái gì di tích sao không phải những con rối đi ra từ trong di tích sao vậy không phải đi nộp mạng à tô thi yên vừa bế lam linh nhi chạy vừa nói lam linh nhi nói đúng mọi người hãy nghĩ kỹ xem ghi chép về môn phái thượng cổ mà tiên tổ để lại tòa di tích này được bảo vệ bởi những con rối cấp thấp và con rối cấp cao những con rối cấp cao nằm ở bên trong di tích, tập trung bảo vệ khu vực trung tâm. Những con rối cấp thấp bảo vệ bên ngoài sẽ không đi vào bên trong di tích. Nhìn tình hình hiện tại, hầu như tất cả con rối cấp thấp đều tham gia truy sát chúng ta. Vậy thì bên trong di tích lại khá là an toàn, chỉ cần không đi vào khu vực trung tâm, đúng không? Đúng ạ, à, chị tô, di tích ở bên đó. Mọi người theo sát. Bỗng phía trước có bão cát xuất hiện. Hách Hải vừa cõng theo trương hàng chạy sấp mặt lờ vừa miếu máu. Ai nói tốc độ của thây ma chậm? Phim ảnh đều là lừa người a a. Linh Nhi chỉ tay về hướng cơn bão cát nói với mọi người bão cát đó chính là tấm chắn của di tích chúng ta phải đi qua nó bọn họ lao trực tiếp vào bên trong lốc xoáy cát đó vào trong thì hách khải cùng mọi người ngạc nhiên trước mặt bọn họ lúc này là di tích môn phái thượng cổ bd 09 bên trong vậy mà lại là một vùng gió yên biển lặng mọi người mau vào trong những con rối kia không có quyền vào trong di tích đồ sộ ghê sâu không thấy đáy luôn mau đi xuống từ cầu thang bọn họ chạy xuống cầu thang đường xuống di tích thì những thây ma kia dừng lại trước lớp màn chắn bao quanh di tích những con rối kia thật sự dừng lại rồi nguy hiểm quá lại nói sao chúng ta vào được tô gia là hậu duệ của di tích có quyền hạn đặc biệt giống bộ lạc sư tử ca hách khải cà khịa đám thây ma sao không nhúc nhích nữa có giỏi thì tới đánh ta đi đánh ta đi u là trời, lúc này vẫn còn tâm trạng để đùa mọi người từ từ tiến xuống bên dưới cầu thang ta nghĩ bộ lạc sư tử ca nhất định đã trốn trong di tích ta đưa các người tới khu nghỉ ngơi nói không chừng có thể gặp được bọn họ hách khải thắc mắc hỏi linh nhi sao kiến trúc và khoa học kỹ thuật cổ đại còn phát triển hơn hiện tại cứ như căn cứ thí nghiệm trong phim khoa học viễn tưởng linh nhi đáp cái này không rõ ta chỉ biết những di tích môn phái này đều có hệ thống khoa học kỹ thuật rất mạnh hơn nữa còn có ba cấp bậc khác nhau từ thấp đến cao có cấp thành phố cấp châu cấp quốc gia nghe linh nhi giải thích mặt hách khải ngu người luôn cấp thành phố cấp châu cấp quốc gia tên này cũng trùng hợp quá đấy lẽ nào thời thượng cổ có liên quan với trái đất lại nói sao lam linh nhi lại hiểu về khu di tích như vậy cô ta cũng là hậu duệ của di tích sao lúc này bên trong khu nghỉ ngơi của di tích thì đám người của bộ lạc sư tử ca đang tập trung bên trong thấy có người lạ vào thì đám người bộ lạc liền rút vũ khí ra người nào có người xâm nhập chuẩn bị chiến đấu linh nhi liền đi ra trước nói với bọn họ mọi người đừng tấn công là ta bọn họ do ta đưa vào tam đại trưởng lão có nội lực cảnh của bộ lạc sư tử ca lên ngăn họ lại dừng tay lam cô nương là người của mình linh nhi vui vẻ chạy vào đại trưởng lão ra ra các ông không sao hết thật là tốt quá ông ta hỏi lam cô nương những người này là tô viễn đứng lên trước vội trả lời xin các vị yên tâm bọn ta là tô gia thế gia võ học dựa theo manh mối tổ tiên để lại tới nơi này tìm kiếm phổ truyền đời của tô gia hóa ra là vậy nói vậy tổ tiên của ngài có lẽ cũng có liên quan đến khu di tích này linh nhi lo lắng liền hỏi ông ta sao khu di tích đột nhiên bùng nổ thế ông sư tử ca đầu còn không phải do nhóm thương nhân vừa này phá rối khi đó thủ lĩnh thấy bọn chúng tội nghiệp nên cho phép chúng ở lại tuy nhiên bọn chúng từ lâu đã có ý nghĩ trộm bảo vật dám lén đi theo người tộc trong vào di tích những người ngoài này căn bản không hiểu kết cấu của di tích xông vào khu vực trung tâm rồi khởi động hệ thống phòng ngự cao nhất của di tích ngoài việc khởi động cơ quan cạm bẫy bên trong còn khởi động những con rối kết quả bộ lạc bọn ta bị tập kích không thể không rút tới đây tam đại trưởng lão thở dài buồn bã nói tiếp về thủ lĩnh hai lam cô nương đi theo bọn ta sẽ biết ngay bọn họ đi theo tam đại trưởng lão và gặp ông sư tử ca thì ông ấy đang trị thương đây chính là nộ khí cảnh bên dưới ra ông ấy là gì tam đại trưởng lão giải thích thủ lĩnh vì cứu giúp người trong tộc mà xua đuổi những con rối trong lúc nhất thời không chú ý đã bị con rối nội khí cảnh ký sinh rồi hiện tại vẫn đang chiến đấu với tơ rối trong cơ thể nhưng chắc cũng không cầm cự được bao lâu nữa linh nhi xúc động lo lắng ông sư tử ca bỗng tam đại trưởng lão khóc lóc cầu xin linh nhi ông già này xin lam cô nương mau quay về mạc biệt mời lam cảnh lăng đại nhân tới cứu bộ lạc bọn ta với hức một năm trước ông nội ta đã qua đời rồi hiện tại trong nước đại loạn lần này ta lén chạy đến vốn muốn tìm ông sư tử ca giúp đỡ hức ta không giúp được các người cũng không giúp được chính mình sau khi mọi người bàn bạc xong thì Hách Khải đưa ra ý kiến tình hình là vậy dù tạm thời chúng ta đã an toàn nhưng một tiếng sau thủ lĩnh bộ lạc sẽ bị ký sinh thành công vậy thì tất cả mọi người ở đây nhất định sẽ chết cho nên chỉ có một cách để sống tiếp đó chính là khiến tất cả con rối vô hiệu tất cả cơ quan và con rối ở di tích đều do tinh thể trung tâm điều khiển bàn điều khiển tinh thể ở khu trung tâm có thể đóng hệ thống phòng ngự nhưng tất cả sinh vật đi vào khu trung tâm đều sẽ gặp phải các cơ quan và sự tấn công của những con rối và ở tầng cao nhất là nội khí cảnh hơn nữa ngoại trừ thủ lĩnh bộ lạc, không ai biết thao tác bàn điều khiển như thế nào. Nghe bọn họ nói thế thì Hách Khải và Trương Hằng cũng với Tô Thi Yên nhìn nhau đầy quyết tâm và chạy vào bên trong. Đi thôi." Lam Ninh Nhi thắc mắc, "Mọi người muốn làm gì?" Hách Khải vui vẻ trả lời, "Không thể ngồi chờ chết nữa. Tất cả nội lực cảnh cùng lên đi, phá hủy luôn tinh thể trung tâm. Di tích môn phái thượng cổ, cửa ải tầng 18, độ khó a, à, khám phá."